Chào các bạn, mời các bạn cùng tham gia chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Trong ít phút nữa, các chuyên gia tâm lý và bác sĩ của chúng tôi sẽ trò chuyện trực tiếp với các bạn. Hãy nhấc máy và gọi tới số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi theo số điện thoại 0243 826 2625, các bạn chỉ cần cung cấp tóm tắt nội dung câu hỏi, tên, tuổi, địa phương đang sinh sống cùng số điện thoại của mình. Đội ngũ chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ gọi lại theo số điện thoại bạn đã cho để tiết kiệm chi phí cho các bạn. Một lần nữa xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Đội ngũ chuyên gia tư vấn miễn phí của chúng tôi đang chờ bạn. Vâng, chúng ta lại cùng gặp gỡ nhau trong chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Các bạn thân mến, đến với chương trình của chúng ta hôm nay có chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Bích Ngọc sẽ là người cùng đồng hành với các bạn trong chương trình này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình bằng cuộc điện thoại đầu tiên gọi đến từ tỉnh Thái Nguyên. Vâng, xin chào thính giả. Vâng, em chào chị ạ. Chị ơi, chị em mang bầu 20 tuần chị ạ. Em bị chó nó cắn ấy. Em có đi tiêm ngừa dại. Vâng. Em lo là nay mai em sinh em bé thì nó có ảnh hưởng gì đến em bé không ạ? À, thai của bạn 20 tuần rồi đúng không? Nhưng mà lại không may là bị chó dại cắn. Băn khoăn của bạn sẽ được gửi tới bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Bác sĩ sẽ trả lời cho bạn. Xin mời ạ. Vâng. Chị chào em. Dạ. Tiêm đến mũi mấy rồi em? À, chị ơi, em tiêm đến mũi thứ hai rồi ạ. Thế à? Bây giờ thì sức khỏe thế nào? Có vấn đề gì không? Em vẫn thấy nó bình thường thôi, nhưng mà em chỉ thấy nó buồn ngủ, mi mỏi ạ. Thế hả? Thì tại mình cũng có thai 20 tuần ý, cho nên là tiêm vaccine nó cũng hơi mệt một chút. Nhưng mà mình hoàn toàn có thể yên tâm nhá. Ví dụ như là nếu con chó đấy có nguy cơ cao mà bác sĩ bên dịch tễ người ta có chỉ định là phải tiêm vaccine chẳng hạn, thì cho dù thế nào mình vẫn bắt buộc phải tiêm. Bởi vì trong nhiều cái hại thì mình phải chọn cái đỡ hại hơn, đúng không? Thế còn nếu mình không tiêm mà mình lại bị nhiễm virus dại rồi mình lên cơn dại thì lúc đấy thì nó ảnh hưởng luôn cả tính mạng của mình nữa, cũng như là của con. Vì vậy mà bác sĩ đã chỉ định cho em tiêm phòng dại, có nghĩa là trong trường hợp rất là cần thiết, vì người ta rất cân nhắc khi mà em có thai. Cái thứ hai nữa là cũng may là hiện nay là thai của em 20 tuần rồi. Có nhiều trường hợp còn tiêm mà như lúc mới có thai cơ. Ví dụ trong vòng 10 tuần đầu chẳng hạn. Đấy, khi mà bào thai nó đang trong quá trình phát triển ý, thì lúc đấy thì còn ngại hơn. Thế nhưng mà bây giờ là mình thai của mình đã 20 tuần rồi. Em bé cũng đã tương đối là ổn ổn để chỉ có phát triển cho nó lớn dần cho đến đủ 9 tháng 10 ngày thôi. Thế thì mình cứ yên tâm nhé. Thế còn nếu ở Thái Nguyên, chị không rõ là ở trên bệnh viện Thái Nguyên khoa sản thì người ta có những cái chương trình mà chẩn đoán sớm dị tật thai nhi ấy, hoặc là những cái chăm sóc cho sản phụ ấy, thì nếu mình có điều kiện mình theo những cái chương trình đấy thì nó cũng yên tâm mà. Nhá. Yeah. Bạn đã yên tâm về sức khỏe của mình rồi chứ ạ? Chúng tôi cũng xin gửi lời chúc bạn sẽ sinh con khỏe mạnh nhé. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải đã tư vấn câu hỏi vừa rồi ạ. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Alo. Alo, dạ. Vâng. Tôi nghe đây, câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Em á thì 39 tuổi ạ. Em muốn hỏi về vấn đề vợ chồng em hay cãi nhau á. Coi như là chồng em nhỏ em 4 tuổi, nhưng mà trước khi lấy nhau thì em nói chung em cũng có quen một vài người bạn, thì khoảng thời gian đó thì ông xã em cũng biết. Lúc đó chúng em chưa kết hôn. Vâng. Xong rồi sao thì ông xã em cũng xác định, em cũng nói là nếu mà xác định kết hôn thì không nhắc đến những cái chuyện cũ nữa. Vâng. À, rồi thì ông xã em cũng đồng ý kết hôn. Chúng em kết hôn được hơn 5 năm và có một bé trai được 4 tuổi. Dạ. Cho như bây giờ như khoảng thời gian lúc đầu 1-2 năm đầu thì cũng không có vấn đề gì. Dạ. Nhưng mà khoảng 1 năm lại đây á, nó hay có vấn đề cãi nhau. Nói chung là ảnh hay nghe có những cái việc mà tương tự như vậy, thì ảnh hay nghĩ là mình hay không đàng hoàng, hoặc là kiểu vợ mình nó không được tốt á. Vâng, dạ. Tôi hiểu rồi ạ. Tức là hai bạn đã kết hôn được 5 năm, có một em bé 4 tuổi đúng không? Dạ. Gần đây thì rất là hay cãi nhau và có vẻ là ông xã ghen à? Lúc đầu thì cũng như là ghen, nhưng mà biết về nhiều lần quá làm như ông xã em giống như ổng cứ nghĩ là áp lực vậy mà. Không còn là ghen nữa mà giống như là bị áp lực, giống như ổng cứ nhớ đến những chuyện cũ rồi lại nghĩ là vợ mình như vậy như vậy. Mà thật sự là em thì không có làm gì hết á. Vâng, như thế thì mình cũng rất là khó xử và hai người cảm giác sống với nhau nó cũng rất nặng nề đúng không ạ? Dạ đúng. Vâng, anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện bạn nhé. Xin mời ạ. Rồi, xin chào em.
Dạ, em chào bác sĩ ạ. Ừ, hiện nay là mình có đi làm không hay mình làm tại nhà hay là mình kinh doanh tại nhà? Dạ, em đi làm công ty á anh. Thế à, bé nhà mình là 5 tuổi, đi nhà trẻ mẫu giáo hay ai trông coi? Dạ, em gửi tư ạ. À, bé khỏe không? Dạ, khỏe dạ. Giống ba không? Dạ, giống. Ba yêu nó không? Dạ, ai cũng yêu hết ạ. Ba nó cưng lắm. Thế à? Dạ. Thế còn mình thì làm công ty từ sáng đến tối đúng không? Có phải đi dạ, ca rồi. Không? Có vất vả không? Em tăng ca 8 giờ rưỡi. Trời ơi, thế hả? Thế dạ. Xong hai vợ chồng với bé ở riêng hay có ở với ông bà nội ngoại, có ai đỡ mình không? Dạ, em thì vợ chồng em thuê. Thế xong ông xã có chia sẻ việc nhà với mình không? Mình đi làm công ty phụ nữ mà đi làm 8 tiếng lại còn cố tăng thêm ca tận 8 giờ, 8 rưỡi thì phải nói là dạ. Cũng vất vả. Nhưng mà đúng là hai vợ chồng mà chắc là ở tỉnh khác tới nơi dạ, đúng này mà. Đúng không? Dạ, cho dạ. Nên là mình lại vừa nuôi con này, lại vừa đi làm công ty thì chắc chắn là nó cũng không phải là thu nhập không phải quá khá giả, lại mất tiền thuê nhà. Nên cuộc dạ, sống rồi. Cũng rất vất vả. Anh ấy thế làm cái gì? À, ông xã em thì chạy xe giống như là shipper. À. Là trước thì tài xế. Ừ. Sau này em không cho chạy nữa, em shipper giao hàng á nha. À, rồi. Dạ. Có bận không? Dạ, cũng công việc nói chung cũng hơi giăng nắng, giờ nắng và mưa nó cũng hơi mệt đó. Đúng rồi, dạ. Thật ra cái đấy mỗi một cái đơn hàng mà mình ship, mình chuyển được một cái gói đồ hình như cũng được độ 20-30 ngàn. Mà có phải lúc nào nó cũng có đâu. Nhìn thấy các bạn cũng vất vả, ngày mưa trời nắng. Này, thế ông xã khỏe không? Khỏe mạnh không? Dạ, cũng khỏe nha. Liệu là ông đi làm công ty thì có đỡ hơn là cứ chạy shipper không em? Dạ, nếu đi làm công ty thì tại vì tụi em tính là sau này vài tháng nữa gửi con đi học á, mẫu giáo luôn thì tính cái chuyện mà làm công ty thì lương thì nó cũng không cao. Lương không cao nhưng mà thật ra thế này, làm công ty nó có một cái hay chính là con người người ta nó sinh hoạt trong một tập thể mà. Ví dụ như anh ấy làm công ty, mà công ty ở đấy hàng mấy trăm công nhân, nó cũng có ca, có kíp, cũng có họp, có hành. Anh em, chị em cũng đồng cảnh ngộ, cũng giao lưu học hỏi. Rồi con người ta nó sinh hoạt nó vào nền nếp, đầu óc nó sáng sủa, nó khoáng đãng hơn. Thế còn thì mình tự kinh doanh, tự bươn trải ở ngoài, nó cũng nhiều va vấp. Lúc rảnh rỗi thì sẽ ngồi ở quán trà đá, quán cà phê bể hè, lại nhìn thấy trời ơi cô nọ dắt anh kia vào trong nhà nghỉ. Thế rồi chuyện ở những vỉa hè mà toàn chuyện đánh ghen, rồi cặp bồ, rồi cô này với ông kia, rồi hai nữa chính mắt anh cũng nhìn thấy. Thực ra cuộc sống xã hội nó muôn màu. Thế nhưng mà vì là anh ấy có điều kiện va chạm ở ngoài xã hội nhiều cho nên nhìn thấy nhiều, thành ra với giật mình bắt đầu với lại ngẫm lại ngày xưa. Thế cho ban đầu mới nghĩ là ui, phụ nữ sợ thật đấy. Đấy, cô kia kìa có chồng rồi thế mà vẫn còn cặp bồ. Biết đâu bà xã nhà mình bây giờ trông thế thôi chứ, gái một con trông mòn con mắt. Biết đâu bà ấy thỉnh thoảng vẫn liên lạc lại với những người bạn cũ, người yêu cũ thì sao, ví dụ thế. Thế là thành ra cứ nghĩ nó liên thuyên. Nhàn rỗi, rảnh rỗi ngồi ở ngã ba ngã tư ở quán xá rồi bắt đầu lại tiếp xúc với một vài câu chuyện, hoặc là đang đi đường để chứng kiến một vụ túm tóc đánh ghen lột đồ cắt tóc chẳng hạn. Thế là nó nhiều những cái tiêu cực nó tác động vào khiến cho là cứ băn khoăn. Xong vợ chồng thì thật ra lại vì quá bận cho nên không có thời gian để mà gọi là bồi dưỡng cái tình cảm. Ví dụ như mình làm nó cũng đừng có quá tham quá, mình cũng có thời gian 5 giờ chiều mình về, xong buổi tối nấu cơm ăn, xong rồi buổi tối cho bé đi dạo nữa, thế xong rồi thì là vợ chồng nó gần gũi. Còn đây thì mình về nhà áp lực chắc là gửi tư thì ba nó phải đón sớm rồi. Thế xong là cho nó ăn đi, mình về nhà chắc là chỉ ăn uống tắm rửa rồi dọn dẹp xong rồi ngủ để hôm sau đi. Thế những cái thời gian dành cho nhau nó không nhiều. Cũng mới kết hôn được có vài năm thì thật ra tuổi thì không phải là quá trẻ nhưng mà cũng là một cuộc hôn nhân mới đúng không? Vẫn còn đang rất là kỳ vọng ở những cái tình cảm tốt đẹp. Thế thì mình cũng không nên trách ông ấy. Có lẽ là cái người mà trong lòng cứ phải nghĩ những cái tiêu cực ấy, thì người ấy là khổ hơn mình ấy. Thế chỉ có là động viên thôi, rằng là trời ơi, anh thương em đi làm một ngày đến 9 tiếng, 10 tiếng, còn mở mắt còn chả kịp nữa ăn, còn chả kịp ăn, thế mà anh còn cứ nghĩ nọ nữa kia. Thôi thế thì hay là em chả đi đâu nữa nha, em ở nhà anh đi làm, anh nuôi em nhá, mình cứ trêu nói vui mà.
Thế rồi hai vợ chồng cứ bàn bạc đi, tìm kiếm xem là mấy bữa nữa anh đi làm công ty, để sáng một người thì cố gắng là đi làm ca, đi sáng và về thì sớm hơn, một người thì buổi sáng đi muộn hơn một xíu nhưng mà về là cũng muộn hơn một ít chẳng hạn. Nó lệch nhau chút, và đặc biệt là có thời gian để mà cùng nhau sống với một cuộc sống gia đình. Giàu có tiền bạc không biết bao nhiêu chưa đủ cơ. Hai vợ chồng 15 triệu một tháng thì cũng vẫn thấy thiếu, 20 triệu cũng chưa chắc đã thừa. Thế nhưng mà cái điều quan trọng nhất là mình có thời gian dành cho nhau, vừa chăm con lại còn vừa vun đắp tình cảm với nhau nữa nhá. Chứ đừng có kêu rằng là anh ghen tuông vớ vẩn rồi anh linh tinh rồi. Tức là cái người đã phải ghen tuông thì người ta là người khổ nhất ấy. Vì trong lòng lúc nào bên cạnh cái việc là phải bươn trải kiếm ăn lại còn cứ phải lo đến những chuyện ấy, đầu óc nó lúc nào nó bận tâm cũng khổ mà nhá. Thế thì mình thông cảm. Em và... em thì cũng mệt mỏi, nói chung là nhiều khi hả chuyện đâu đâu, nhưng mà ông xã cứ nghĩ là mình thế này thế nọ, như quay lại với quen người này người nọ người cũ này nọ, những lời nói không hay, nhưng mà nhiều khi vợ chồng ngồi bàn bạc với nhau cũng khó nói. Ông xã em cũng nóng tính nữa. Tức là mình cũng phải lựa thời gian, chứ không phải cái lúc mà ông đang nóng tính để ngồi đi bàn. Con người ta nóng thì cũng phải có lúc nọ lúc kia, chẳng lẽ cứ nóng suốt cả ngày đúng không? Hơn nữa là mình cứ nói đi, thôi chủ nhật này đây ba về làm sớm sớm đi, 5 giờ chiều là mình đi đây đi đó, xong rồi mình đi công viên nọ kia cho bé đi, lâu lắm rồi hai vợ chồng không cho bé đi, xong rồi sau đấy buổi tối thì ăn cái này cái khác cái nọ cái kia, mình cải thiện cái cuộc sống sinh hoạt gia đình một tí. Nữa. Thứ bảy này em cũng về sớm rồi, cũng nấu cơm nấu nướng thế nào. Có bữa không nấu nữa, thôi nay không nấu, ba đưa đi công viên, sau đấy mình đi ăn ăn cái này ăn cái kia, xong uống cà phê, lâu lắm rồi cũng mệt lắm rồi, em cũng thế nọ thế kia, lâu lâu để cho bé về quê tí, hai vợ chồng thứ bảy chủ nhật kể cả đi bằng xe Honda cũng được. Thôi nhưng mà nhớ mình con còn rất nhỏ, vợ chồng thì cũng mới cưới dưới 5 năm đổ lại, khó khăn thì còn rất là nhiều. Nhưng mà bên cạnh cái việc khó khăn làm ăn kinh tế thì đừng quên rằng là gìn giữ và vun đắp cái cuộc sống gia đình. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình sẽ giúp cho bạn củng cố và có thêm được bí quyết giữ lửa hạnh phúc gia đình của mình nhé. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Xin được cảm ơn anh Đinh Đoàn đã chia sẻ câu chuyện vừa rồi ạ. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Vâng, chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Hải Phòng. Alo ạ. Vâng, xin chào thính giả. Vâng. Mình cho em gặp bác sĩ ạ. Em muốn hỏi cho cháu nội, cháu 9 tuổi mà bây giờ cháu thì to lắm ạ. Thì xem là có cháu có sợ như nào không ạ? Có phải đi khám gì không ạ? Bà nội hỏi cho cháu gái đúng không ạ? Vâng ạ. Bà giọng trẻ thế ạ. Vâng ạ. Vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tiếp chuyện chị nhé. Xin mời ạ. Dạ. Vâng, vâng. Tôi chào chị. Vâng, em chào bác sĩ nha. Vâng. Chị, vâng. Chị cháu gái à chị? Vâng, cháu gái ạ. Vâng. Thế là năm nay con mới học lớp 3. Con học lớp 3. Vâng ạ. À, vâng. Con dạy thì như thế nào ạ chị? Đầu tiên thì cháu cũng nói chung là cháu cũng mập, thì cháu 35 cân, cao 1m53, thì đầu tiên thì cứ nghĩ là cháu béo thì người cháu to thôi, nhưng bây giờ thì mà sờ rắn lắm, cháu kêu đau. À thế ạ. Vâng. Wow. Nhưng mà cháu cũng chưa có hành kinh đúng không chị? Chưa ạ. Vâng. À thế ạ. Vâng. Tôi nghĩ là cứ kệ nó thôi chị ạ. Dạ. Vâng. Vâng. Nếu mà thực sự là nếu học lớp 3 mà con bây giờ đã có hành kinh ý, thì mình có thể sợ là dậy thì sớm. Dạ. Nhưng mà con chưa dậy thì có thể là nó cũng phát triển hơn so với những bạn khác ấy. Kể cả chiều cao, cân nặng cũng như là hình thức, vâng, là trông con đã có vẻ hơn bạn khác rồi, cùng lớp rồi, vâng, đúng không? Đúng ạ. Vâng. Khi năm nay con mới học lớp 3 thì chị lưu ý thêm với bố mẹ thế này. Thứ nhất, vâng, là cũng cần kiểm tra lại cái chế độ dinh dưỡng cho con. Cũng, vâng, đừng có ép con ăn nhiều quá hoặc là uống sữa nhiều quá chị ạ. Thế, vâng, rồi những cái đồ thức ăn nhanh, những cái đồ chế biến sẵn thì mình cũng nên hạn chế. Vâng. Thế với lại nếu được thì có thể cho con một vài các cái hoạt động thể lực ấy ạ. Ví, dạ, dụ bơi chẳng hạn. Bơi rất là tốt ạ. Đấy, vâng, nếu có điều kiện thì cho con đi bơi, hoặc là cho con tham gia một cái hoạt động gì đấy, để, vâng, cho nó tăng cái vận động của nó lên. Dạ. Nếu sang năm mà con có hành kinh chẳng hạn, đây là tôi đang nói ví dụ thế nhé. Vâng, vâng ạ. Còn nếu, vâng, con không có thì thôi, không có vấn đề gì. Còn nếu con có hành kinh, tức là đã đánh dấu là con đã dậy thì rồi, con mới học lớp 4 mà thực sự là con lớn như vậy, thì nhà mình cũng rất là tiện ở Hải Phòng ấy,
chị có thể cho con lên bệnh viện Nhi Trung ương ấy chị ạ, ở trên Hà Nội ạ. Cần thiết người ta sẽ kiểm tra cho con cho nó yên tâm và làm cho con một số các cái xét nghiệm cũng như là kiểm tra thêm cho con xem có thực sự con là phải dậy thì sớm hay không. Để trong trường hợp cần thiết thì có thể phải can thiệp cho con chị nhé. Thế bà nội cứ yên tâm, cứ theo dõi thêm như thế, chị cũng không quá lo lắng đâu ạ. Mẹ cháu thì ở bên nước ngoài nên là tôi điện cho mẹ cháu, cho mẹ cháu xem thì mẹ cháu có thể bà hỏi cho cháu hôm nay là phải đi khám thì hôm nay hỏi được bác rồi thì tôi yên tâm. Cảm ơn bác nhé. Vâng, chào bà. Xin được chào thính giả đã gọi điện tới chương trình, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải ạ. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Nguyên. Vâng ạ, em chào chị ạ. Vâng, tôi nghe đây ạ. Vâng ạ, em muốn có cái này, em muốn xin hỏi chương trình tư vấn cho em ạ. Em thì em lấy chồng đã gần 30 năm, 28 năm rồi. Dạ. Nhưng mà ông chồng thì lúc em xây dựng là em lại người dưới xuôi, mà em lấy chồng lên trên Thái Nguyên này. Lúc lấy ông chồng thì ông một đời vợ rồi, có một thằng con trai rồi, 3 tuổi rồi. Thế em mới lấy nhà em, nhưng mà sau thì kiểu chỉ không yêu mà chỉ có lên đây em đi chợ thì là gặp thì là lấy thôi. Sau em đẻ xong bắt đầu là ông hay đi gái. Đi gái thì lần đầu tiên là đi gái thì là ông lại mắc cái bệnh gọi là bệnh ếch, bệnh ủng gì đấy. Thì là về mới đổ cả cho em. Sau thì hai vợ chồng mới biết thì là bán lợn bán gà đi thì bắt đầu mới ở riêng thì chưa có cái gì thì phải bán bòn trong nhà đi để chữa bệnh, chữa xong khỏi. Thì ông ấy vẫn tưởng là ông ấy chừa nhưng mà ông ấy vẫn hay đi. Nói chung là cứ đi rồi sau thì em từng đến năm là em đánh ghen có này, sinh bệnh có này. Sau thì nọ lọ kia kia, nói chung hết gỡ được cụ lọ thì ông đi vụ kia. Nói chung là đi nhiều lắm. Sau là em bất lực rồi, không bảo được. Chán rồi em không để ý nữa. Thế thì để cho nó quây quả đi, để cho nó quẩy để ảnh hưởng sức khỏe đấy. Cứ ngơ đi đấy. Nhưng mà đến giờ ông lại đi với một đứa trẻ lắm. Nó sinh năm 90 thôi. Mà cô này có hai lần vợ chồng rồi. Bây giờ cô ấy lại về gần chỗ nhà em đổ, cách đổ 2-3 cây không? Ông ấy lại hộ làm nhà, làm cửa. Nói chung là ông ấy ở 4 năm nay rồi. Nhưng mà ông ấy không đi vào đấy hẳn, mà ông ấy chỉ có ở nhà thôi. Nhưng mà ông ấy cứ đi lại, em ấy đi chợ. Qua lại bên kia đúng không ạ? Vâng ạ. Nếu mà ông đi lén thì em cứ ngơ đi. Em gọi là bất lực, em không ngơ đi. Em không thèm để ý rồi. Nhưng mà đến tôi giờ hiểu thì ông trạng của chị. Thay cô kia quá rồi, ông ở vài ngày. Vào đấy có khi ở vài ngày. Thế sau thì ông ấy sau giờ nó bắt đầu ông ấy đi, ông công khai. Ông công khai mà cứ em ở trong nhà thì ông ấy ra nhà ngoài ông ấy gọi điện, mà em nhà ngoài thì ông ấy vào trong buồng ông ấy gọi điện, ông ấy cứ trêu người em ấy. Thế giờ em cứ kiểu nó ức chế quá rồi. Đúng là chị là... đang sống trong một cái tâm trạng phải nói là có thể là bị tra tấn với tinh thần đấy ạ. Chồng thì có thể nói là cặp bồ ngay trước mắt mình đúng không ạ, và ngang nhiên mà ông ấy quần bạn tam phen tư phen, nếu động đến cái là ông ấy đánh. Đánh thì là đến 2 năm nay ý, thì nãy em mới gọi điện dưới quê lên thì là các anh mới nói. Và bây giờ thì chị mong muốn chúng tôi tư vấn điều gì á? Tiếp tục với cuộc sống của anh ấy hay là như thế nào? À đấy ạ, đúng rồi, em muốn là tư vấn thì em xem là em còn chấp nhận được bỏ qua đi không, hay ngơ đi không, hay là em đi thân ly hôn. Cho em một cách nào đấy để cho nó ấm cúng gia đình, nhận cho nó theo phải quả giấy đấy. Vâng, tức là vẫn cứ mong muốn là được ấm cúng gia đình đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng, chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình chúng tôi sẽ tiếp chuyện chị nhé. Xin mời anh ạ. Vâng ạ. Rồi, xin chào chị. Vâng ạ, em chào anh. Mình lấy nhau 28 năm. Mình thì dưới xuôi kết hôn với ông ở trên Thái Nguyên. Ông ấy trước lúc đó ông đã có một đời vợ đúng không? Vâng ạ. Và có con chưa? Có một con riêng này. Con riêng. Sau thì em lại có một con chung nữa. Thế cái cháu con chung ấy hiện nay nó trưởng thành chưa? Em thì trưởng thành hết rồi, con riêng cũng có cha hai con rồi, mà con chung cũng có hai con này. Rồi, thế xong bây giờ chỉ rồi chỉ hai ông bà ở với nhau thôi đúng không? À không ạ, giờ là hai ông bà vẫn đang ở với thằng con chung ạ. Ở với thằng con chung. Con riêng thì làm nhà, làm cửa. Con chung là cũng là con trai đúng không? Vâng ạ. Rồi, thế các con nó có nói gì về việc bố tuổi này rồi mà còn đi lang thang linh tinh cặp bồ với cả những em 9X nữa không? Con nhà em thì trước này thì em ra em nói, con nhà em nó không nói gì. Nhưng đến lần này thì dân làng với các chú thím ấy cũng nói nó, bảo bố mày như thế thì mày phải biết hai thằng phải tập trung vào mà thương mẹ chứ. Thế xong thì rồi. Nó cũng gọi bố nó ra nói chuyện. Rồi. Gọi ra nhà thằng anh cả ấy nói chuyện. Nói chuyện là sau thì nó cũng khuyên là thôi mẹ cứ bỏ qua cho bố một lần này. Nhưng mà thế có phải một cũng... lần đâu đúng không? Vâng ạ, nhưng mà nhiều lần rồi. Rồi. Thế nhưng mà lần này thì con nó mới nhúng vào tay vào nó mới nói. Rồi. Thế những lần trước thì cứ âm thầm. Các con nó đều là con trai.
nó không gần gũi mẹ như là con gái. Hơn nữa mẹ thì cũng hay giữ gìn, cũng lại nghĩ rằng xấu chàng hổ ai. Cho nên là lại còn đi kể với các con về chuyện bố mày cặp bồ thì cũng ngại. Thành ra mình cứ âm thầm chịu đựng, như các con nó tưởng là chuyện của bố mẹ như vậy là không có vấn đề gì. Cho nên nó cũng không để ý. Nhưng mà sau này thì mọi người nói và mình cũng đã bắt đầu chia sẻ thì các con nó nhận ra rằng mẹ cũng chịu cực quá, đúng không? Vâng ạ. Ông ấy làm gì, bây giờ ông có làm gì ra tiền không? Ông ấy thì hơn chục năm nay là ông ấy từ năm 89 là ông ấy ở nhà. Ai nuôi? Tiền ở đâu mà sinh sống mà khi ở nhà thế? Ông ở nhà nhưng mà ông ấy vẫn thỉnh thoảng đi buôn cày buôn cáo với lại lợn rừng ạ. Lợn rừng, lợn mám ấy. Rồi. Ông cũng có tiền. Thu nhập hơn cũng có. Còn hơn chục năm nay là ông cứ buôn bán vào nhau là ông ấy chỉ đi và ông góp vào cô kia thôi. Thế còn thì cứ về nhà thì là mình nuôi cả. Mình đi làm ăn gì? Mình có. Thế mà em thì cứ về nhà này bắt đầu em công to việc lớn, cỗ cỗ bàn bàn mấy là người mình làm người cả. Dỗ bên nội bên ngoại là mình lo hết. Ông vâng là chỉ có vác người bên về và ăn. Lo hết. Tại vì em vẫn đi chợ mà. Nhưng mình cũng thế à? Bởi vì cũng chẳng có đòi hỏi gì à? Không ạ, à, em chẳng đòi hỏi gì à? Mà em biết là nhà em thế rồi thì ở nhà em ác lắm ấy, như thế à. Còn lúc mà không đi chợ được ấy thì là bắt đầu còn may đưa tiền, đưa thiệt khóa, mở khóa, đưa thiệt khóa két đi cho tao cái này khác. Phải mở ra đưa tiền mới có hơn 20 triệu. Mới đã bao giờ ông ấy đánh mình chưa? Úi dồi, đánh nhiều lần em à, thế hả? Những lần đánh như thế mình làm gì? Có chia sẻ với ai không? Anh em nó biết, thì nhà chị dâu thì quanh đấy là toàn anh em, mọi người nhà thôi. Rồi. Chị dâu có sang, thấy ầm ầm ấy, người ta sang can ấy. Chị nhắc nhở là... Vâng, ông ấy chửi ngay. Thế bao nhiêu lần đánh thì có con ở nhà thì nó can. Thế rồi. Sau có một lần ấy, thì ông ấy đánh em, em còn phải sợ em chạy, đi xe máy em chạy đi rồi, mà cách đây độ 4-5 cây rồi. Ông ấy biết này, em chạy trốn đi, ông lại bắt đầu đi xe máy, ông cởi trần quần đùi. Ông ấy tóm về. Đi xe máy đi, ông ấy... đánh em nhổ cái cọc rào to bằng cái cổ tay, ông sang em đánh từ đấy trở về. Rồi. Thế sau về đến nhà em tưởng thôi, ông lại đánh tiếp. Rồi, này có bao giờ mình nghĩ đến chuyện là ly hôn không? Em chưa bao giờ em nghĩ đến chuyện việc ly hôn cả. Sao không nghĩ đến? Không, nhưng mà giờ thì em lại nghĩ đến, nhưng mà giờ thì con cái nó lại bảo là mẹ ơi, giờ mẹ già rồi. Thôi mẹ cứ bao nhiêu năm mẹ chịu được từ trước đến giờ mẹ thì chịu nốt. Thì đến giờ thì thôi mẹ cố bỏ qua cho bố lần này. Rồi. Những lần trước thì chúng con không nhúng vào, nhưng lần này thì có chúng con lên tiếng này đấy thì mẹ an tâm. Rồi. Đấy. Thật ra thế này này, với một cái người phụ nữ mà không cam chịu lắm thì chắc người ta cũng sẽ giải thoát lâu rồi. Bởi vì bản thân mình là nạn nhân của bạo lực. Bạo lực cá về thể xác, bạo lực tinh thần nữa. Thế còn bạo lực về tình dục nữa chứ. Mình đang chung sống mà cứ ông cứ ngang nhiên đi với cô này, cô nọ, cô kia, không thèm giấu giếm, không thèm biết sợ, biết sề. Thì thật ra cũng làm cho mình cũng đau khổ, đau chán đời. Thế nhưng mà thôi, mình cũng đã nhịn được đến bây giờ. Các con thì nó cũng lớn và mình thì cũng lên ông lên bà rồi. Trong con mắt của các con thì nó cũng nghĩ rằng là nó cũng động viên thế thôi. Mẹ đã chịu đựng được rồi thì cố chịu đựng thêm một tí nữa. Nói thế nhưng mà trời mà cho mình sống khỏe, bây giờ mình mới 56 mà trời cho mình sống đến 86 hoặc 90 nghĩa là còn 30 năm nữa. Thật ra không dễ đâu. Càng những năm cuối đời rồi nhá, lúc ấy nó mới tiền thì không làm ra, rồi mắt mờ, rồi chân chậm, rồi lúc ấy rất là cần một cái sự nương tựa, một cái sự quan tâm của cái người đàn ông. Con thì nó có cái việc của nó cũng không thể nào mà nó cứ chăm mình mãi được. Mà ở đây thì lúc mình còn khỏe, bây giờ là mình chăm ông ấy, mình lo cho ông ấy. Đi làm mấy chục năm nay chả có tiền gì, về mình vẫn nuôi. Thế nhưng mà rồi đến lúc một vài năm nữa thôi, khi mình chân yếu mắt mờ hoặc là không làm ra tiền nữa, rồi với một người đàn ông như thế thì chắc mình khó trông đợi lắm. Cho nên bây giờ một, nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng mà còn cái phương án nữa là không ly hôn nhưng không duy trì cái tình trạng như hiện nay. Mình phải có cái cải biến, có cái cải tạo, có cái sửa đổi. Ví dụ như nói chuyện thẳng thắn đi, lúc này chẳng còn sợ gì nữa. Đánh thì đánh đến thế mà ông ấy gọi là ác thì ác đến vậy rồi. Nói thẳng rằng là không còn nghĩa tình gì nữa, thật sự đã sống đến lúc này rồi, thật sự ông có thương gì tôi đâu. Đánh lên bờ xuống ruộng chẳng đóng góp gì tiền bạc tài chính, một tay tôi lo cả cho con lẫn bên nội bên ngoại, còn bản thân ông đấy giờ ông đi chăm cái cô nọ cô kia. Thế thì bắt đầu từ hôm nay xin ăn riêng, ai có thân người ấy lo. Tôi thì còn làm ăn, tôi còn đi chợ, tôi lo, tôi kiếm, tôi ăn, tôi đóng góp với các con rồi các con nó nuôi tôi. Ngoài ra tôi cũng có tí vốn tí lương tôi cất đi để phòng thân, chứ cứ thế này để đến lúc mà mai khi già thì tôi trắng tay. Ông ấy có thân, kiếm được tiền, có tiền rồi có bồ thì ông làm gì thì làm. Coi như mình thế này này, có như không.
chấp nhận là thôi thì nó như cái miếng ruột thừa ấy, cắt thì không cắt nhưng mà vì nó chưa viêm nhiễm, nó chưa tấy, nó chưa cấp thì thôi thì cũng cứ để chung sống với nó. Đấy, đấy là cái phương án thứ hai. Phương án thứ nhất thì nghĩ đến chuyện ly hôn. Thế nhưng mà đấy, như các con đã nói rằng tuổi này rồi ly hôn xong cái nhà ấy chia đôi rồi, các con thì bây giờ nó chả theo mẹ nào bố nào nữa đâu vì nó lớn rồi. Thế thì hai ông bà chả nhẽ lại ngăn đôi nhà ra, xong hai người hai niêu ở hai đầu thì trông nó cũng rất là chướng. Tuy nhiên thì mình có thể chọn cái phương án hai, đó là không thể chấp nhận như thế này mãi được. Phải để cho đấy thôi, cơm ai người ăn, người gọi là hai ông bà hai niêu, bởi vì không còn hòa hợp được nữa. Thế còn nếu như thấy rằng là ông ấy giật mình, ông thấy rằng là à bây giờ bà cũng kinh phết, bà không cam chịu như trước nữa đâu, rồi ông ấy nghĩ rằng là ôi thế xấu hổ chết, bị vợ nó tống ra ăn riêng. Em cũng ngắt lời anh tí, em hỏi này, như này trước thì là nhà em ấy thì cũng ăn đi mấy đứa này 4 năm nay rồi, lấy em đã làm mạnh lắm thì nhà em cũng cắt máu ăn thề này, tự viết giấy cam kết là không đi nữa này. Thế nhưng mà chỉ được độ tháng thôi anh ạ. Rất là dễ xin lỗi mà ngược lại em thì rất thế là thì dễ mình biết rồi. Mình biết rồi. 5 lần 7 lượt rồi, rồi thề lấy được xong mình lại tha thứ 1 lần thì còn được, tha thứ 2 lần cũng còn tạm chấp nhận, chứ hết lần này đến lần khác người ta tệ bạc, người ta lừa dối, người ta làm mà mình cũng cho qua thì một phần lỗi là ở phía mình không làm rắn giỏi, mình không làm kiên quyết. Bây giờ chỉ có chuyện đâu này, chung cũng chả làm gì, mình chỉ hầu ông thôi, vậy thì ăn riêng. Ăn riêng ở đây mục đích để cho ông nhận thấy rằng là hàng xóm đang giềng nhìn đấy, ấy. Em ở chung với con cái thì cứ cả hai vợ chồng giờ mà vẫn ăn với con. Đấy, chứ cứ... tức là chả cần đóng góp thì con ông nuôi cả hai ông bà, mình thì còn bế cháu rồi đi chợ rồi trông dọn dẹp giúp. Em thì vẫn đi chợ, chứ nhà em thì ông ấy vẫn ở nhà. Nhưng mà có bỏ quá hơn nữa thì lần giờ lần này thì ông lên xin lỗi nhiều lần lắm rồi nhưng vẫn chưa tha thứ. Thôi chả xin nữa mà cũng chả cần tha thứ nữa. Lúc này mình trong đầu mình xác định là thôi mình buông, mình sống cho nhẹ lòng, ngoài đi làm đi chợ đấy, xem là mình có tham gia cái gì đó cho nó vui, có người ngợm có còn gọn gàng không, có thể hình thể hiếc thể dục thể thao tập nhảy nhóm nhót gì không. Vâng, người em có 52 cân mà em cũng gọn gàng hơn. Rồi. Nói chung là vẫn dễ nhìn. Rồi không chịu phải. Khó váy vóc một tí, làm đầu làm tóc có làm không? Vâng có, làm môi làm mày làm tóc, nói chung là. Rồi. Mình cũng có. Vào thì bảo là cô kia ấy, sướng đúng không? Trông còn trẻ sướng. Lâu cũng đã bằng được em. Nói chung là như thế. Thôi cái cô kia mình không tính làm gì, cô có thể là sinh năm 90 thì cô trẻ hơn mình, nhưng mà đây chỉ là cái làm thêm thôi. Cô cũng chả phải định lấy ông xã nhà mình và cũng chả chứa đâu. Lâu lâu lên một tí gọi là cũng lợi dụng nhau một tẹo thôi. Chứ đây thì không phải là một cái mối quan hệ để mình bắt lên cân so rằng mình so làm sao với cái cô sinh năm 90, đúng không? Vẫn cứ hay đi nhằng nỉnh nhằng nhức suốt ý. À là tôi xin lỗi là thế cái món kia vợ chồng còn duy trì được không? Thực sự là em trước này là vợ chồng vẫn toàn nhìn chung thôi. Thế hả? Mà từ cách đây độ 3-4 tháng rồi thì em bảo không được. Thế là mình cấm vận luôn. Thế hả? Mình lên xin lỗi nhức em nhiều lắm rồi. Nhưng mà trước cái lúc mà ngủ tách ấy thì là cái món kia vợ chồng có còn duy trì hòa hợp không? Vẫn duy trì mà anh, em có, em không hẹp hòi gì đâu. Không, không nhiều người không phải hẹp hòi mà là còn không làm được ấy. À không, à. Em vẫn lấy mà. À vẫn được em, đúng không? Nói chung là vẫn đi chợ, đi búa, nói chung là kiểu mình cũng... nhàn nhã thì nó vẫn cứ... Vẫn đấy, thế thì thế này, anh. Bây giờ sống cho mình. Vâng. Làm có tiền này, vui bạn vui bè này, làm đầu làm tóc này, sắm sửa váy vóc này, nếu cần thiết thì rảnh rỗi mà thứ bảy chủ nhật chị em trong hội những người cùng xã cùng làng gì đi, người ta rủ đi, đi đây đi đó, khuây khỏa đi, sống cho mình. Giảm bớt những cái thời gian ngồi ở nhà hoặc là lườm ông ấy rồi lại nghĩ rằng là chắc lại mò lên với con kia mình khổ lắm nhá. Thế thì sống cho mình và mình cứ xác định là cứ có như không. Đấy, tất nhiên nói thì dễ nhưng mà thực đấy, hiện đúng thì cũng khó. Em vẫn cứ nghĩ như thế nhưng mà ông cái treo ngươi em là cứ treo ngươi em cái nếu mà từ trước này mình không thèm chấp mà đấy, ông ấy treo mình không thèm chấp. Càng vui em đi hát họ này khác mà. Đúng rồi. Thế mà. Đấy. Không phải là nhưng mà ông treo ngươi em lần này. Ông treo làm sao ông ấy cứ đưa cô kia về đi đi lại lại trước mặt mình đâu mà bảo treo ngươi. Đúng đấy, anh ơi. Ông ấy đèo gái đi qua nhà em như không. Để cố tình chọc cho mình. Trong đây là phải đi qua cổng nhà em ấy. Trời ơi. Cứ đèo đi qua như không này. Ví dụ lúc em không có nhà nhưng mà anh bảo đi em không có nhà nhưng mà thiên hạ ti tỉ người nhìn thấy. Qua đi nhà nghỉ nhà nghiếc ấy như không. Anh cũng quá đáng, người ta nói rằng ăn vụng biết chùi mép thì còn có thể tha thứ. Một con người đâu có phải tự hào gì cái chuyện là 57 tuổi có bồ, đúng không ạ? Vâng. Con người ông nó hơn các cái con khác là một cái rằng là người ta biết vâng, nghĩ em chứ anh, em lại còn tự hào ấy, kiểu như là
Châu Giáng của Lon đây. Thôi, thì nghe qua thì thấy thằng chị cũng không phải là người cổ hủ lạc hậu gì lắm. Một người cũng tân tiến hiện đại, nó cũng biết lo thương mình. Mình cứ hướng vào cái đó đi, để cho nó, cuộc sống nó đa dạng. Tôi vẫn nói rằng trong cái nhà mà nó có 10 cái cột ấy, thì nếu chẳng may nó có bị mọt một hai cái cột thì những cái cột còn lại nó khỏe khoắn, nó vẫn giữ, chống giữ cho cái nhà nó không đổ. Thế còn cái người phụ nữ nào mà toàn tâm toàn ý hết lòng chỉ có mỗi chồng thôi, mà lúc mà chồng tệ bạc với mình, tức là giống như một cái chùa mình chỉ có một cột, mà cái cột nó mà mọt nó đổ thì cả cái chùa đổ. Thế thì một người phụ nữ biết là có công ăn việc làm này, có sự nghiệp này, kiếm được tiền này, biết bạn biết bè này, biết đi chơi, biết làm đẹp, rồi là thậm chí là còn đi tham gia các cái câu lạc bộ dưỡng sinh này, yoga này, vân vân. Thế thì vừa tăng cường sức khỏe, vừa giao lưu, mà vừa cho người nó sáng sủa ra, mà mình cũng duy trì tuổi thanh xuân như ông ấy 57, mà đàn ông mà cứ gái mú nọ kia mà có tí rượu tí giấc nữa, trông 2 năm nữa là thôi có khi còn gầy nhẳng, nó trông như ông lão, trong khi mình vẫn còn trẻ khỏe, đúng không? Đấy, đấy là cái niềm vui của mình. Còn lại rảnh rỗi còn thời gian thì mình lo cho các con các cháu. Chứ còn bây giờ nghe lời hứa với để tức mình lộn ruột với ai đó kể rằng là vừa thấy ông ấy đèo cái con ấy đi ngang qua đây mình lại phát điên lên, thì chửi cũng chẳng chửi được, đánh không đánh được, bỏ thì mình chứ không muốn nữa. Thế rồi lại thề với hứa thì dục nghe cũng chán rồi. Em xin lỗi chứ. Em vừa rồi thì em cũng ức chế lắm, em đã viết đơn rồi đấy. Yeah. Nhưng mà con cái thì em bảo thế thì nên em vẫn cứ vân vân là không biết là có nên là đi giải quyết ly hôn hay không. Thế. Thật ra thì giải quyết thì chỉ được mỗi cái đoạn là cho mình đỡ tức thôi. Thôi tức là giải phóng ra nhau, còn ông muốn đi với ai thì đi, mình không thấy. Nhưng mà hai ông bà lại vẫn ở chung nhà, bởi vì cái nhà ấy chia ra lại ngăn đôi, rằng mỗi người quay một cửa một hướng, là rồi mình ở bên này mình lườm sang bên kia, thấy ông còn rước hẳn cái cô ấy về, mình ở bên này mình còn điên hơn. Đấy gọi là khuất mắt trông coi thì còn đỡ, mắt không thấy thì tim không đau, bây giờ lại thấy rằng là đấy bỏ mình. Còn thì mình tuổi 56 rồi, kể cả có bỏ ông chăng nữa thì cũng lại quanh quẩn với cuộc sống một mình, lại vui thú một mình, cộng với lại chăm lo các cháu. Vậy thì duy trì gia đình ở một cái hình thức gọi là tồn tại để cho các con các cháu nó cũng đỡ ngại. Thế rồi còn thì mình phải lo cho mình. Vâng, hy vọng rằng chị sẽ có một cái sự lựa chọn cho cuộc sống của mình nhé. Cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ. Xin được cảm ơn anh Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Hà Nội. À, em đây ạ. Vâng, tôi nghe đây. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? À, dạ, bạn trai em sinh năm 1988. Không hiểu sao mọi lần uống thuốc ho thì nó chỉ bị nhiệt môi á. Thế nhưng mà lần này uống thêm cái nong đờm thì cũng vẫn nhiệt môi, nhưng mà nó lại bị nhiệt, có nghĩa là ở dưới cái bộ phận sinh dục ấy chị, cái bộ phận nhạy cảm ấy. Vâng. Nó cũng bị loét ra chị ạ. Mọi lần thì uống thuốc ho thì cũng bị như thế, nhưng mà nó chỉ lần nào uống thuốc ho thì cũng bị nhiệt miệng, sưng hai cái môi lên to lắm ạ. Vâng. Thế nhưng mà lần này thì lại ho nhưng mà có đờm ấy, thì lại uống thêm cái thuốc nong đờm vào thì nó lại sưng to hơn, và ở cái bộ phận sinh dục thì lại bị loét ra giống như là ở trên môi ấy chị. Vâng, tôi hiểu rồi. Câu hỏi của bạn sẽ được chuyển tới bác sĩ Hoàng Thúy Hải nhé. Bác sĩ sẽ tư vấn, xin mời. Tôi chào bạn. Dạ, em chào chị ạ. Nghe bạn nói chuyện với chị Ngọc thì tôi cũng đang nghĩ tới cái hướng là bạn trai bị dị ứng kháng sinh hay sao? Cũng có uống kháng sinh chị ơi. Tại vì trong cái thuốc ho đấy thì cũng có kháng sinh ạ. Môi lại sưng và cái bộ phận nhạy cảm ý lại cũng bị loét ạ. Ý tôi đang muốn hỏi, không hiểu có phải bạn trai bị dị ứng cái kháng sinh mà bạn ấy uống không nhỉ? Thuốc ho ý thì họ bán cho cả kháng sinh này, thuốc long đờm và cả thuốc tiêu viêm giảm. Đúng rồi. Có nghĩa là cái liều mà bác sĩ cho thì nó có 3 loại thuốc ạ. Vâng. Nếu thực sự mà là dị ứng với kháng sinh hoặc là dị ứng với bất kỳ một cái loại thuốc nào mà bạn trai chị uống ở trong cái gói bác sĩ cho ấy, thì đều không tốt cho sức khỏe. Bởi vì cái người trên cơ địa, một cái người mà có dị ứng như vậy thì rất cần phải tìm được cái nguyên nhân, đặc biệt là tìm xem cái thuốc mà mình bị dị ứng nó là thuốc gì. Bởi vì khi mà không tìm được nguyên nhân như thế, anh cứ uống như vậy, và nếu như nó chỉ là
phản ứng chậm, từ gọi là dị ứng chậm thì nó mới chỉ có thể biểu hiện bằng sưng phù nề môi hoặc là gì đó thôi. Nhưng nếu như mà không may sau này dùng một cái loại mà nó có phản ứng rất nhanh hoặc là phản ứng nó gọi có thể dẫn tới sốc phản vệ và có thể tử vong chẳng hạn, thì cái đó thì rất là bất lợi cho sức khỏe của bạn trai. Thế và thông thường thì nếu là dị ứng thì nó có thể phù nề như vậy, hoặc là nó có thể có những cái biểu hiện nổi ban hoặc là ngứa. Tôi cũng không rõ là bạn trai của bạn sinh năm 88 thì không biết là có phải là do dị ứng thuốc không, hay là bạn ấy bị viêm da, hay là bị mắc các cái loại bệnh gì đó chẳng hạn mà có cái biểu hiện như vậy. Thế theo tôi thế này, bạn ở Hà Nội rất là tiện đúng không? Đừng có ngại gì cả. Bây giờ nếu được bảo bạn trai bạn đi đến bệnh viện da liễu đi. Thế và ở bệnh viện da liễu ấy ạ, thì bác sĩ người ta sẽ kiểm tra cho cái chỗ của bạn trai xem là nó chỉ là ngoài da hay nó là một cái bệnh khác. Với cái quan trọng thứ hai là nếu có điều kiện thì mang các cái thuốc mà mình uống đi để liệu xem có phải là dị ứng hay không. Vì nếu thực sự trên cơ địa một người có dị ứng như vậy thì rất cần được tìm cái nguyên nhân mà gây ra dị ứng, chứ không có là không có lợi cho sức khỏe một chút nào nhé. Chứ bạn tả cho tôi như vậy thì có rất nhiều các cái loại thuốc cũng như là các cái biểu hiện nó không rõ. Chỉ ở môi thôi mà lại ở cái bộ phận nhạy cảm ấy chị. Vâng. Tại vì là em lại không ở cùng á. Nếu đã dị ứng thì nó có thể là biểu hiện ở ngoài da, biểu hiện bằng phù nề hoặc là biểu hiện bằng các cái ban vân vân. Nhưng đấy là chậm hoặc là ít như tôi nói. Còn nếu như mà nó là nặng chẳng hạn, nó có thể dẫn tới phù các cái cơ, rồi các cái thanh quản, rồi là phù nó gây nghẹt đường thở vân vân. Và nặng nhất thì có thể gây sốc phản vệ nhá. Thế thì tốt nhất là nói với bạn trai đi khám đi, để xem kiểm tra xem nó như thế nào. Ít nhất cũng phải biết nó là cái gì để mình còn phòng nhá. Vâng, xin được chào bạn. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải ạ. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Vâng, alo, tôi chào. Tôi ở Thái Bình. Dạ. Rồi, muốn chương trình tư vấn cho tôi. Cái cháu bây giờ nó 30 tuổi mà nó chẳng muốn lấy chồng ấy chị. À thế ạ, chị hỏi cho con gái à chị? Mà bố mẹ thì già rồi. Mỗi mình có mỗi đứa con mà già rồi. Mà cái nào tư vấn cho tôi, cái nào về tôi nói, nhưng tôi nói như cháu như thế nào để cho nó đi, nó lấy chồng. Bây giờ nó chỉ muốn đi làm thôi. Dạ, mẹ chắc là đang rất là sốt ruột đúng không ạ? Vâng, sốt ruột lắm. Vâng, thế mà con gái thì làm ở Thái Bình hay ở Hà Nội hả chị? Cháu làm ở Hà Nội. À thế ạ, vâng. Thế cứ ngồi ở Thái Bình sốt ruột cho nó. Sốt ruột và lên đấy, xong rồi lên chơi tí rồi lại về. Nên vâng, buồn lắm. Mà ai cũng về, ai cũng bảo nó lấy, mà cứ có người đến nó cũng không thích lấy. Dạ, vâng, nói đùa thế thôi. Chứ còn cũng xin rất là chia sẻ về tâm trạng của chị là phụ huynh. Cũng rất là lo lắng cho cái hạnh phúc của con đúng không ạ? Dạ, vâng. Anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện chị nhé. Xin mời. Dạ vâng ạ. Vâng, xin chào chị. Vâng ạ, chào anh ạ. Chị năm nay là bao nhiêu tuổi? Tôi năm nay là 3 tuổi rồi. Cái cô bé 30 thì là út hay là lớn, hay là đã chị đã có cháu nào xây dựng gia tôi đình? Tôi có mỗi đứa cháu thôi. Mỗi con cháu, mỗi cháu. Mỗi cô con gái này đấy ạ. Vâng, mỗi cô con gái thôi. Thế lại càng sốt ruột nha. Yeah, vâng. Vâng. Thế xong rồi lắm. Bạn ấy ngày xưa học hành cái gì, hiện nay làm không có khá giả? Bạn ấy cháu ra thì nó học bên kinh tế, nhưng cháu học giỏi lắm. Vâng. Thế xong hiện nay đang làm, có làm sếp hay là làm nhân viên? Nói chung bây giờ làm cũng là quản lý đấy. Đấy. Thế xong rồi cháu nó thì ở nhà thuê hay là có nhà hay là... Ở nhà thuê, chưa có nhà. Thế hả? Vâng. Này, ngày xưa mà bạn ấy cũng học đại học ở Hà Nội đúng không? Học kinh tế quốc dân mà. Cái hồi ấy các bạn ấy có bạn trai bạn gái gì không? Cái hồi đấy là hay là ngoan. Sau đã thi đại học thì là mẹ bảo là không, bây giờ mình từ từ ra trường họ bắt đầu yêu đương ấy. Đấy, rất thì nhiều người. Cái lúc mà trẻ trung đang 19 đôi mươi, khao khát có bạn trai, có người yêu, ngoài cái đi học ra thì chẳng có việc gì, chỉ còn thời gian dành cho yêu thì lại cứ nhắc nhở là cứ từ từ. Cái lúc ra trường bị công việc nó cuốn đi, năm trước năm sau lại cái sự cạnh tranh nó rất là khốc liệt, thậm chí lại có những cô gái mà có cái ý thức phấn đấu để làm tí quản lý với tí sếp nữa, là rồi bận là tối mắt đi rồi quên, thì các phụ huynh lại lo đúng không? Và xin lỗi là thế thì anh ấy nhà mình thế nào chị? Anh ấy cũng già rồi, ở nhà thôi, hai vợ chồng già ở nhà. Nói thật thì lo chứ vẫn biết là chẳng ai giúp gì được cháu. Vâng. Ngày xưa cha mẹ đặt đâu con người đấy, bây giờ thì mình ngồi đấy mình chờ là con đặt đâu thì cha mẹ ngồi đấy, mà nó không đặt thì cứ đứng. Nó không đấy, bảo ngồi xuống thì chịu thôi. Dạ. Mấy người đấy mà nó bảo rằng nó chưa ưng ai. Thế này này chị ơi, chị phải nhớ này này.
cháu là con gái, nó lại có ý chí học tập, nó học Đại học Kinh tế Quốc dân, xong bây giờ đi làm mà nhất lại làm công ty, xong rồi lại còn quản lý. Trời ơi, rời ra một cái là có người khác và cạnh tranh ngay. Cho nên là đi làm này, rồi phải duy trì các mối quan hệ này, rồi nó còn đi học thêm tiếng Anh này, rồi nó là còn bổ trợ những cái bằng quản lý, nó nhiều thứ lắm. Thế hơn nữa là mình phải nhớ là ngày xưa ấy, mình là con gái, mình ở làng ấy, có anh nào mà trông sạch sẽ một tí mà hỏi là đã thích lắm rồi. Bây giờ thì đối với một cô gái tốt nghiệp đại học hiện nay tự chủ kinh tế, lại còn hỗ trợ được cả bố mẹ, thế rồi thích ăn gì thì ăn, thích đi đâu thì đi, tiền ta có, thì mấy cái anh mà vớ va vớ vẩn ấy là lại không lọt được vào mắt của cô ấy. Cho nên là cô không rung động là đúng thôi. Ví dụ cô có về làng xong rồi nhà mình cứ sốt ruột, mình giới thiệu cho một anh đấy cũng đi bộ đội nghĩa vụ về đấy, trông nó cũng cao to, bây giờ nhà chăn 4 đàn vịt, trông cũng kinh tế khá giả. Hay lại giới thiệu cho một anh cũng trước cũng đi làm ăn xa, xuất khẩu lao động, giờ về cũng có cái nhà to đùng. Mình trong mắt mình như thế đã là kinh, nhưng trong mắt cô ấy, thế cho nên là cô chưa tìm được cái người phù hợp. Tất nhiên là, từ năm ngoái này là từ trước thì bảo là cứ chối là xã, nhưng từ năm ngoái này đòi chỉ bảo vâng thôi. Mà cũng bảo vệ thì về nhất thì cứ để người ta gọi thì người ta đến nọ đến kia thì nó mất đi hay đi thì. Với cô bé nhà bác thì mình không phải tư vấn, mà tôi đang tư vấn cho bác thôi. Chứ còn thì chị mới là cái người mà cần phải thông suốt tư tưởng, là mình tôn trọng con. Mình có giúp gì được nó nữa đâu. Từ ngày mình nuôi nó lên đến đi học đại học là mình buông chăm sự nhờ rời và nhờ cái sự khéo léo thông minh của nó với đời. Chứ đúng là bố mẹ có lo được gì nữa đâu. Kể cả nó tự lập học tập, nó có học dốt thì học kém, mình cũng đâu có biết. Thế cho mình hãy tin tưởng con. Công việc vậy nhưng không lấy được chồng thì chết giờ rồi. Làm gì có ai không lấy chồng, chỉ người ta không thèm lấy. 30 tuổi rồi. Gió ở tầng nào sẽ gặp mây ở tầng đấy. Nó ở tầng cao thì nó phải đợi có cái đám mây cao cao nó ngang qua nó vợt, chứ nó không chịu xà xuống thấp lè tè dưới mặt đất đâu. Cứ chờ đợi đến một ngày nào đó có cô 37, 38, có cô 40 lại gặp một anh. Tuổi đó có khi mẹ chết mất rồi. Ôi trời ơi, mình thứ nhất là mới có ngoài 60, thứ hai nữa là việc ấy là của các con. Nói nhiều là sao cô chả muốn về. Vâng vâng để lấy lệ. Đúng thế rồi, mà. Không muốn về. Về ai hỏi là không muốn về. Nhiều cô gái đã tâm sự là ghét nhất là về quê. Câu đầu tiên ấy, thậm chí các cô còn bảo là Tết này về quê là cô sẽ mặc cái áo xong ghi ở đằng sau áo của mình là xin đừng hỏi bao giờ lấy chồng. Tôi phát điên nên tôi đâm chết, đừng xách trách. Tức là nói vui thôi, nhưng mà thấy rằng là người nhà mình đôi khi cũng hay can thiệp xỏ mũi vào chuyện của người khác. Người ta lấy chồng nào kệ việc của người ta. Tất nhiên mình là bố mẹ thì mình lo thì đúng rồi. Nhưng mà nhiều người vẫn đấy, về làng lại thế năm nay mày 30 rồi, thế mày cứ định chết già à? Mọi người bảo con phải sinh con đẻ cái, nó nói buồn nó lại không muốn về. Vâng, sinh con đẻ cái có mấy là nhiều cô gái không thì bò lên thôi. 35, 37 cô lấy chồng, cô đẻ có một đứa con, thậm chí có người còn chẳng thèm đẻ nữa. Như vậy là hai vợ chồng làm ăn kinh tế khá giả, rảnh rỗi thì đi du lịch ở Úc, ở Mỹ, ở Canada, mua cái nhà to đùng và người ta sống cuộc sống hưởng thụ. Thời đại mỗi thứ nó một khác, mình không làm thay được. Thế thì chị tin tưởng con, chỉ có là lâu lâu vui là nói dỗi thôi. Mình chỉ nói dỗi thôi chứ đừng có khuyên dạy được, bây giờ không dạy được bất cứ một gì nữa. Mình lùi lại phía sau cho con nó vượt lên phía trước. Này cứ thế này mẹ chán quá, gần bao giờ mới có cháu mà bế. Nhà hai ông bà già đã hiếm con thì hy vọng rằng con lấy chồng sớm để có cháu, mà thế này thì chán nhờ. Thôi thì mình cứ ca thán tí xem nó có động lòng không. Nhưng mà yên tâm là với đối tượng như con nhà chị là chắc chắn không ế. Mà chỉ về là gặp người tử tế thì mới kết hôn. Đấy, tức là xu thế là không phải là ế. Mà chẳng qua là tôi chưa gặp được người tử tế để kết hôn. Đấy là các cô đang tuyên bố như thế mà. Bác cơ linh đoạn đấy, cháu nó cứ bảo là mẹ ơi con chưa hợp thì bao giờ lại yêu là con lấy luôn. Chứ đúng. Con không yêu lâu dài. Đúng rồi. Chỉ bảo mỗi vậy thôi. Vâng. Đã bảo gặp được người mà đồng ý rồi, tháng trước tháng sau nó cưới ngay, cũng chẳng còn câu nệ gì, đúng không? Xã hội giờ nó tiên tiến hiện đại và mình thì cũng phải tôn trọng cái điều đó chị ạ. Nhá. Rồi. Muộn nhau biết đâu, để chậm là chậm chắc. Xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình, và chúng tôi cũng xin gửi lời chúc gia đình của chị sẽ luôn gặp may mắn và bình an. Các bạn thân mến, cuộc điện thoại ở Thái Bình vừa rồi cũng đã kết thúc 45 phút phát sóng của chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu của chúng ta ngày hôm nay. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình Cửa sổ tình yêu tuần sau qua số điện thoại 0243 826 2625.
Chào các bạn, mời các bạn cùng tham gia chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Trong ít phút nữa, các chuyên gia tâm lý và bác sĩ của chúng tôi sẽ trò chuyện trực tiếp với các bạn. Hãy nhấc máy và gọi tới số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi theo số điện thoại 0243 826 2625, các bạn chỉ cần cung cấp tóm tắt nội dung câu hỏi, tên, tuổi, địa phương đang sinh sống cùng số điện thoại của mình. Đội ngũ chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ gọi lại theo số điện thoại bạn đã cho để tiết kiệm chi phí cho các bạn. Một lần nữa xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Đội ngũ chuyên gia tư vấn miễn phí của chúng tôi đang chờ bạn. Các bạn thân mến, một tuần đã trôi qua và chúng ta lại gặp nhau trong chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Chương trình được phát sóng vào 10 giờ sáng Chủ nhật và phát lại vào 22 giờ 30 phút cùng ngày. Tham gia tư vấn cho chương trình hôm nay có chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, bác sĩ Hoàng Thúy Hải và Thanh Huyền dẫn chương trình. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là cuộc điện thoại được gọi tới từ Hà Nội. Alo, thính giả của điện từ Hà Nội phải không ạ? Alo. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Về cuộc hôn nhân gia đình đang trục trặc. Vâng. Bạn lập gia đình lâu chưa ạ? Lập gia đình được 12 năm nay rồi. 12 năm. Vâng, và hiện nay thì hai vợ chồng có vấn đề gì ạ? Về cái tình cảm, không quan tâm đến nhau. Vâng, hai vợ chồng lấy nhau 12 năm và gần đây thì là hai vợ chồng thờ ơ lạnh nhạt với nhau, không quan tâm, không trò chuyện gì với nhau ạ? Vâng, vâng. Bạn có biết vì sao mà lại như thế không? Không ạ, cũng nhiều nguyên nhân về này, đó không được cho chuẩn. Cô vợ không được chuẩn ý ạ? Đấy là theo suy nghĩ của mình đúng không? Vâng. Và hôm nay thì bạn gọi điện đến chương trình thì có cái mong muốn gì ạ? Chương trình cho em một lời khuyên ạ. Một lời khuyên để làm thế nào cải thiện mối quan hệ vợ chồng à? Hay là làm thế nào để có thể trò chuyện cởi mở với vợ? Hay là có lời khuyên để cô ấy có những cái thay đổi? Để cô ấy một lời thay đổi đi ạ. Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn và cho bạn cái lời khuyên nhé. Xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin chào em. Vâng, em chào anh. Mình là bao nhiêu tuổi em? Ba mấy? Hôm nay là em 41 ạ. 41, lấy vợ cô ấy bao nhiêu tuổi? 88 là 33 ạ. Rồi, có mấy bé rồi? Được 3 rồi ạ. Lấy mấy năm rồi? Kể từ năm 2006. À, thế là cũng 14-15 năm rồi. 14-15 năm, 3 bé rồi. Cái tình trạng mà thấy không quan tâm đến nhau rồi, thấy cuộc sống vợ chồng nó nhạt nhẽo là nó bắt đầu từ bao giờ hay là từ ngày lấy giờ nó vẫn vậy? Vẫn nhạt nhẽo tầm độ 3-4 năm nay. Mình nhận thấy cái điều gì là cái điều mà khó chịu nhất? Khó chịu nhất là cái vấn đề ăn nói nó cục xúc. Ôi, cục xúc á hả? Vâng. Tức là trước đây thì không sao mà gần đây với cục xúc đúng không? Vâng. Ví dụ cục xúc thế nào nè? Chẳng hạn mình bảo em mới nấu cơm trưa thì cô bảo... Trả lời những câu nó kiểu là không có đầu, có ngọn. Thế à? Thế xong rồi trước cái thái độ của cô thế thì mình nói cô làm sao? Bạn nãy thấy nói rằng đầu óc cô không thể nhận thức được hay là có vấn đề thì nghĩa là mình có nhắc nhở không? Có nhắc nhở nhưng không tiếp thu. Không, cô bảo khuyên sao? Bảo cô không có tiếp thu. Thế à? Nói hôm trước thì hôm sau lại quên, mà nói trước quên sau. Mình phán đoán được thực trạng này là do cái gì? Cô bị ốm rồi, cô bị làm sao? Cái này có khả năng là do đầu óc. Nói do đầu óc thì tất nhiên tất cả mọi sự trên đời này đều do đầu óc mà ra. Kể cả hành vi xấu xa thì do cái đầu óc nó chỉ đạo, đúng không? Nếu mà mình nói cụ thể hơn, chẳng hạn như là ở trước cô không sao, như đợt vừa rồi bị ốm, sau cái đợt ốm mới dậy là cô ấy, tính tình cô ấy biến thác hẳn, hoặc là đợt vừa rồi là do mình cũng có một cái mối quan hệ ngoài luồng, thế là cô này cô ấy lông lộn, cô ấy đánh ghen, xong rồi bây giờ cũng hòa giải được rồi, nhưng sau đấy là thấy cô ấy trở nên cục cằn thô lỗ. Tức là nó có cái biến cố gì không để mà nó có thể con người nó thay đổi? Bởi vì cái gì thay đổi nó có lý do. Và em suy nghĩ là có khả năng là cái đầu có cái sân bay ở trên đầu, thoảng nó kiểu đấy. Sân bay ở trên đầu là làm sao nhỉ? Thế cô có bao giờ bị chấn thương sọ não hả? Đấy, đúng rồi. Thế có ai đập vào đầu cô hay cô có ngã gì không? Có, ngày xưa là đi làm cũng bị vào đấy. Lâu chưa? Từ lúc con gái. Thế nhưng mà trước này mình lấy cô ấy, năm nay là năm thứ 15, và trước đấy thì cô ăn nói tử tế, chỉ có 2 năm nay mới thô lỗ cục cằn mà. Nếu mà tại cái sân bay với lại tại cái sẹo ở đầu thì cô ấy bị từ bé thì chắc là cô ấy phải bị ảnh hưởng từ lâu chứ. Mới này đây rồi. Thế hả?
Tôi nghĩ là chắc là phải xem lại vấn đề khác đấy. Một nách ba con, kinh tế gia đình nhà mình có tạm tạm không? Kinh tế thì ổn định. Kinh tế ổn định, cô có đi làm không? Có đi làm. Thế thì đầu óc không phải có sân bay ở trong não. Bởi vì đi làm được thì mà lại cứ dở trứng dở điên ra thì ai người ta cho làm. Cô vẫn là người đi làm được, nghĩa là cũng không đến nỗi gì. Thế còn về nhà, thế bình thường cô nói với người khác có thô lỗ hay chỉ nói với mình? Một nguyên em ạ. Thế thì lại càng không phải thần kinh với lại sân bay gì. Đây là thô lỗ có chọn lọc, tức là tùy đối tượng mà thô lỗ. Cô ấy thừa thông minh để biết rằng đến cơ quan không thể thô lỗ với đồng nghiệp, không thể là thô lỗ với sếp. Với những người lớn tuổi, những người không liên quan, cô không thô lỗ. Vậy thì ở đây cũng có một phần xem lại cái mối quan hệ của mình. Chẳng hạn như mình cũng có thật sự quan tâm thương yêu cô ấy không? Mình có cảm thấy có lỗi lầm gì không? Hay mình coi thường cô, lúc nào cũng bảo cô là cái đầu cô có vấn đề, rồi cô thần kinh rồi cô không thể thay đổi, thì làm cho cô lại điên lên. Thế thì đây rõ ràng cô ấy không phải là một người mà có vấn đề đầu óc, thì là người ta sẽ không phân biệt được. Trong mọi mối quan hệ, mọi nơi, mọi lúc người ta đều thô lỗ. Còn ở đây là chỉ với mình, có thể trong đó có một phần có trách nhiệm của mình. Thế rồi bây giờ thì cuộc sống vợ chồng thế nào? Có ăn chung ở chung gì không? Chửi nhau đánh nhau bao giờ không? Có nghĩa là ăn thì ăn chung. Nhưng mà thỉnh thoảng là chồng ngồi xuống thì mâm thì lại vợ lại không muốn ngồi. Mình có rượu chè cờ bạc le nghe gì không? Nhất đây thì hai ba hôm nay cũng chửi nhau. Thế à? Lý do là sao? Cãi nhau. Lý do chỉ hỏi nhỏ nhẹ khuyên lời khuyên bảo của chồng thôi. Thì ăn là phải như thế này nhưng quay lại lại là nói nhau, nói to hơn chồng. Mình có khắt khe quá không? Chẳng hạn như là bây giờ người ta là phụ nữ 40 rồi, lại có ba con rồi, cũng đi làm rồi, chứ có phải ngu đần gì đâu, lại cứ rằng em nói thì em phải suy nghĩ chứ cô, cứ ăn nói bạt mạng rồi đầu óc để ở đâu rồi là gì chẳng hạn ấy, nó có quá không? Nên nói những câu mình rất là nhỏ nhẹ chứ không đo to bố lớn gì cả. Cái cách nói nhẹ nhưng vấn đề thì lại không nhẹ. Chẳng hạn như tự nhiên cứ mổ xẻ moi móc soi mói người ta là 40 rồi mà còn đi gội đầu là còn nhuộm tóc thế kia à, với lại em mặc cái cổ áo thế này à, thì thật ra mình nói giọng rất nhẹ như là lông hồng, nhưng vấn đề thì lại chính là mình đã gọi là can thiệp một cách thái quá vào cuộc sống của cô ấy. Tôi nghĩ rằng thế này này, tuổi đến thế này rồi, trung niên rồi, cũng sống với nhau 15 năm rồi, ba con rồi. Bây giờ cuộc sống vợ chồng là tập trung vào làm ăn này, phát triển kinh tế gia đình này, tạo điều kiện cho con cái học hành này tốt này, rồi thu vén một số các công việc gia đình, chia sẻ công việc gia đình với nhau. Thế còn những cái chuyện mà nói lời hay làm việc tốt, cái đấy nó cũng mình đôi khi cũng phải thoang thoáng phiên phiến một chút. Vì hai là bản thân mình cũng có hay dắt cô đi chơi không? Vợ chồng có không, tình cảm vì gì không? Căn bản là em cũng quanh năm ngày tháng ở đất Sài Gòn. Rồi, thế sao còn cô thì ở đâu? Đúng ở quê, chứ không à đi cùng. Ôi giời, thế thì bây giờ thì cô thô lỗ làm sao? Mình thì bỏ nhà em đi. Em có nghĩa là thôi mình hôm nào về thì cô ấy thô lỗ. Vâng, có nghĩa mình một năm về chỉ có được một lần để chung sống với nhau ở nhà được độ tháng, hơn tháng thôi. Ôi giời ơi. Lại phải lao đi. Mình lại lấy lý do là lao đi thì vì kiếm tiền để lo cho mẹ con với lại gia đình, đúng không? Vâng. Cả một năm trời đi vắng một mình người ta, một nách ba con, mình cứ cho rằng mình đi làm chứ có phải là đi chơi đâu, nhưng mà mình cũng phải thấy nó cũng bức xúc ức chế chứ. Mình đi thì chỉ có mỗi một cái việc là đi làm và kiếm tiền, ngoài ra còn ở nhà trọ nhà thuê, thích ăn cà phê uống cà phê thì cà phê, thích ngồi nhậu thì nhậu. Ở đây trăm việc nó đến chân đến tay, thế sau một tháng tháng về được một vài ngày thì lại còn cứ không có độ lượng bao dung, lại với cái con mắt nó soi mói nhiều quá, thành ra cô cũng mệt mỏi, cô bức xúc. Xem xét lại cuộc sống gia đình đi, mình xác định là đúng là cần thiết để làm tiền, nhưng mà thử về gần với gia đình xem sao. Thay vì làm mãi trong Sài Gòn tháng được 20 triệu nhưng mà ở nhà thuê nhà trọ với ăn cũng hết 10 triệu rồi, tiết kiệm cũng chẳng được bao nhiêu, thì về gia đình bây giờ ở ngoài Bắc này đúng không, cũng đầy những công ty đi làm lương 10 triệu thôi, nhưng mà tối ăn cơm nhà, sáng ra thì cũng kịp đưa con đi học, thứ bảy chủ nhật chở vợ chồng con cái đi chơi, nó làm ấm áp cái cuộc sống gia đình lại. Còn thì tự nhiên cô ấy thấy rằng là cả năm có cũng được chả có cũng chẳng sao, như thế thì đến lúc có mặt của mình cũng không thấy nó có một cái gì đấy nó trân trọng lắm. Với những người đàn ông mà đã phải để hết lại cái trách nhiệm cho vợ mà đi làm ăn xa, thường thường người ta cũng
thôi thì mồm miệng đỡ tay chân, được những ngày ở gần vợ sẽ hết sức khéo léo nịnh vợ đấy ạ. Rồi ôi, thế đúng là mẹ mày quá giỏi, chứ nhiều người như này là nát như tương bần rồi, nhưng mà bố ở trong kia có một mình bố vẫn sướng, đi làm thì làm, có lúc cũng ngồi với bạn với bè, chỉ thương ở nhà mẹ có khi lại còn phải 8-9 giờ tối đã chắc gì được ăn cơm. Thế rồi hàng ngày mình gọi điện về cho vợ cho con, và bớt bớt những cái khắt khe đi. Tôi nghĩ rằng là đấy là cái mà mình cần làm. Chứ còn bây giờ cô ấy thế là giỏi rồi đấy. Nhiều người phụ nữ chồng vừa rời đi cái ở nhà đã lại mắt trước mắt sau, đã làm chuyện không hay rồi. Mà đây nách ba con như thế là cũng tương đối khá rồi. Mình động viên cô một chút, và mình cũng nhìn nhận thấy là mình cũng có trách nhiệm ở đấy. Và cần thiết thì chuyển đổi công tác về gần nhà đi. Thời buổi này mà còn chồng nam vợ bác ấy, nhiều nhà mà chồng đi làm ăn xa, mong muốn là để có tiền về xây một ngôi nhà. Chưa thấy xây được ngôi nhà đâu, nhưng mà đã tan một gia đình đấy nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Hy vọng rằng từ những cái tâm sự, những cái lời khuyên của anh Đinh Đoàn thì anh sẽ giữ gìn được hạnh phúc gia đình mình. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Lạng Sơn. Alo, thính giả của điện từ Lạng Sơn phải không ạ? Dạ, vâng, em chào chị ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Dạ, câu hỏi của em là em thì vợ em thì bây giờ mang bầu được 3 tháng ấy chị. Vâng. Đại khái là cái này gần như là mang thai ngoài ý muốn ấy. Lúc vợ em đang có vòng thì bọn em cũng định bảo đi tháo vòng để năm nay sinh em bé, thì lúc ra kiểm tra vòng thì bác sĩ nói là bây giờ vợ em đang mang bầu ạ. Thì em muốn hỏi là khi mình mang bầu như thế mà còn vòng ở trong đấy thì có sao không ạ chị? Vâng. Câu hỏi của bạn thì chị Hoàng Thúy Hải là bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Xin mời bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Chị chào em. Dạ, em chào chị ạ, chào chương trình ạ. Thì thực ra thì vợ mang bầu cũng là nằm trong kế hoạch mà. Vâng, có nghĩa là thật sự là em thì mong muốn là mang bầu, nhưng mà ý là em đang lo lắng là giống như đang có vòng một có bầu ấy, thì sợ có ảnh hưởng gì đến bé không ạ? Thế đây là thai lần thứ 2 của em à, của vợ à? Dạ vâng ạ. Thế bạn lớn được mấy tuổi rồi? Bé lớn nhà em 3 tuổi ạ. Thế hả? 3 tuổi thì thôi, rồi 1 năm nữa thì con 4 tuổi thì con cũng khá rồi, thì cũng đỡ vất nhỉ. Hiện nay thì vợ khỏe không? Vợ em sức khỏe tốt chị ạ. Thế tốt rồi. Mình hoàn toàn có thể yên tâm mà. Thứ nhất là vợ đặt vòng thì cái vòng nó ở phía thấp, tức là nó ở chỗ cổ tử cung. Thế cho nên là đấy cũng là do, tức là mình có thể nói là áp dụng biện pháp tránh thai bằng phương pháp đặt vòng nhưng mà thất bại. Có thể là do vòng nó bị tụt, hoặc là do một cái lý do nào đấy, không biết là vợ đặt bao nhiêu năm rồi. Thế thì thôi không sao đâu nhé. Đến lúc khi nào vợ sinh thì nó sẽ theo ra thôi mà, cổ tử cung nó mở. Có nghĩa là bây giờ cũng không ảnh hưởng lắm đâu phải không anh chị? Không, chả sao cả. Dinh dưỡng tốt cho mẹ là được đúng không ạ? Đúng cho rồi. Vợ em là được. Vợ đã có thai lần 2 là mình có kinh nghiệm chăm sóc của lần 1 rồi. Thế mà em bé lần 1 trộm vía ngoan rồi khỏe như thế thì cũng chăm sóc lần 2 cho vợ như thế nhá. Chỉ có điều là ví dụ với phụ nữ thì cái lần 2 thì bao giờ người ta cũng có thể sẽ mệt mỏi hơn, bởi vì tuổi nó cũng lớn hơn mà. Thế với lại cái lần trước thì cơ thể nó cũng vừa mới qua một cái giai đoạn mang thai với lại sinh rồi lại nuôi con như thế nữa. Thế cho nên là rất cần là mình sẽ chăm sóc hỗ trợ cho vợ nhiều hơn, đỡ đần cho vợ trong công việc, đặc biệt là đỡ đần trong cái việc chăm sóc em bé lớn ấy, em 3 tuổi ấy, để cho vợ có thời gian nghỉ ngơi rồi vui vẻ. Rồi đến lúc sinh thì sẽ thuận thôi, không vấn đề gì nhé. Dạ, vâng. Thế em cảm ơn. Em cảm ơn chị, cảm ơn chương trình ạ. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho hai vợ chồng sẽ có một em bé thật là khỏe mạnh. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826-2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826-2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Vâng, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Thanh Hóa. Alo, thính giả của điện từ Thanh Hóa phải không ạ? Dạ vâng ạ, chào chương trình ạ. Vâng, chào chị, câu hỏi của chị là gì thế ạ? Dạ, tôi muốn hỏi chương trình một chuyện về hôn nhân gia đình ạ. Vâng, chị nói đi ạ. Tôi với nhà tôi là xây dựng với nhau là được năm nay được hơn 30 năm rồi. Vâng. Cũng có con có cháu rồi. Thế xong cách đây 2 năm, chồng tôi với
vô tình trên Facebook là tìm gặp lại được cái người yêu cũ, và họ đang ngoại tình với nhau ạ. Thế xong được khoảng độ hơn một năm rưỡi thì chồng tôi với nói thú với tất cả với tôi. Vâng. Thế thì muốn tôi nhận làm bạn bè, và thì cho tôi suy nghĩ cũng nghĩ lại rồi, tôi bảo là dù sao chồng nữ cũng bạn cũ nên tôi cũng chấp nhận bạn bè. Thế nhưng sau một thời gian đấy thì chồng tôi đã đi đến chỗ cô ta, và chồng tôi viết lại cho tôi một lá thư bảo là đã có một đứa con gái với cô ta. Vâng. Thế là chồng tôi đi 5 hôm rồi trở về. Trở về thì chồng tôi cũng nói hết tất cả đầu đuôi câu chuyện như vậy. Thì tôi bảo với chồng tôi là anh ấy muốn là coi như là cho phép anh đi lại cả hai nơi. Thì tôi bảo là nếu như đứa bé thì tôi chấp nhận, còn cái chuyện mà cả hai nơi là tôi không thể chấp nhận được. Vâng. Nếu mà anh muốn thì tôi sẽ ly hôn để cho anh đi theo cô ta. Nhưng anh ấy bảo là anh ấy lựa chọn gia đình là số 1, nên anh ấy muốn tôi là thông cảm cho anh vậy. Thì hai vợ chồng chúng tôi đã qua nhau đây là được 6 đến nay là 6 tháng rồi. Vâng. Nhưng mà thật sự là tôi không thể tin tưởng lại được nữa. Vâng. Nên lúc nào tôi cũng sống trong sự dằn vặt. Mà anh ta thì tôi biết là anh ta lúc nào cũng nghĩ đến người khác. Vâng. Vậy nên bây giờ tôi hỏi chương trình làm sao để cho cả hai vợ chồng chúng tôi được vượt qua được cái hoàn cảnh như này. Vì cả hai chúng tôi đều cùng muốn giữ gìn cái gia đình này. Vâng. Vâng. Anh chị đã quay trở lại với nhau được 6 tháng đúng không ạ? Và bây giờ thì chị vẫn lo lắng là không biết là mình có kiểm soát được anh ấy không, hay là anh vẫn còn có sự qua lại với người yêu cũ đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho chị nhé. Vâng ạ. Rồi, xin chào chị. Mình bao nhiêu tuổi? Chào, chào anh. Dạ, năm nay tôi 54 ạ. À, chị 54. Chồng tôi 57 ạ. Vâng. Thật ra mình đang nói rằng là hai vợ chồng bây giờ đang muốn duy trì gia đình rồi đang nọ kia, nhưng thật ra cùng đồng sàng là dị mộng. Anh ấy thì muốn một khác đấy ạ, muốn vừa bên này vậy muốn bên kia. Còn mình thì chỉ muốn là bên này thôi, còn bên kia nếu có thì chỉ quan tâm đến đứa con. Rõ ràng là hai người nằm trên một cái giường như hai cái đầu đang nghĩ về hai phía, đúng không? Vâng. Cho nên là trước hết là nói rằng là làm sao để cho anh ấy không nghĩ về cô kia nữa, khó lắm. Trừ trường hợp bây giờ trời bắt tội anh ốm đau bại liệt méo mồm xong rồi nằm một chỗ. Chứ còn là con người đã có tí tình cảm với nhau, lại còn là bạn cũ, lại còn quay trở lại với nhau, lại còn có ăn nằm với nhau, lại có đứa con, thì nói thật chứ chắc là bổ đầu cũng khó quên. Đấy thì mình phải nhìn thẳng vào sự thật đấy. Thế còn thì tất nhiên là mồm người ta có thể nói là không, bây giờ anh chả gì anh lựa chọn gia đình đối với anh em là nhất. Ừ thế cô lấy kia là nhỉ nhá. Thế còn cái đoạn mà bảo quên hẳn là không có. Thế thì bây giờ chỉ còn ở phía mình thôi. Mình mình chấp nhận thì được, mà không chấp nhận thì anh ấy chịu. Thật ra thì cảm giác lấy chồng chung thì khó chịu rồi. Thôi thì đừng có nghĩ ai nghĩ rằng là mình tuổi này già rồi. Nói thế chứ già thì già, chẳng làm được gì, nhưng mà cái việc vẫn cứ giữ là giữ. Đấy là bản chất của mối quan hệ vợ chồng. Các cụ ngày xưa cũng dạy là đói lòng thì ăn nắm lá sung, chồng một thì lấy chứ chồng chung thì đừng, đúng không? Đấy là các cụ ngày xưa phong kiến như thế. Mà Dũng còn quyết tâm là thôi thà rằng một mình ta một chồng, chồng vỡ chồng vần cũng được, chồng nghèo cũng được, nhưng mà được nguyên một chồng còn hơn là chia năm xẻ ba. Trong trường hợp này thì anh ấy đẩy mình vào một tình huống gọi là cũng tiến thoái lưỡng nan. Giá như mới chỉ có là anh ấy mới còn là có tơ tưởng đến cô kia, mà mình đã biết ngay từ cái giai đoạn mà họ còn chơi Facebook với nhau ấy, mà mình có sự can thiệp ấy, thì may ra nó còn gọi là dừng lại được. Còn bây giờ chuyện đã rồi, ngủ rồi, đến với nhau rồi, thậm chí cũng chỉ có lại chưa cưới chứ còn đã coi như vợ chồng vì có con chung, đúng không? Nếu về mặt nào đó thì anh ấy đang vi phạm luật hôn nhân gia đình, tức là mình đang có vợ có chồng mà lại đi chung sống với một người phụ nữ khác không phải vợ chồng mình mà lại có con. À xin hỏi cái cô kia, cô ấy có chồng chứ gì không? À không ạ, cô ấy có đứa con này lại trước khi cưới tôi ạ. Mà cô đã có chồng và hai đứa con. Bây giờ cô ấy đang ly thân với chồng ạ. Cô ấy có con với chồng mình không? Cô có một đứa con trước khi cưới mà chồng thì tôi cũng không biết, đến bây giờ cô ta mới nói ra. Ôi trời ơi, thế à? Thế thì chuyện nó lại thế này. Vâng. Tức là ông xã nhà mình với cô ấy yêu nhau. Vâng. Xong họ ấy đã ngủ với nhau rồi. Vâng. Xong rồi có hẳn đứa con. Nhưng mà ông không biết. Và ngày ấy họ cũng chả lấy nhau. Vì hồi chắc là mới đang 18, 19, đôi mươi đúng không? Vâng ạ. Thế gọi là thôi chót dại đấy. Thế rồi anh đi lấy vợ, em đi lấy chồng. Vâng. Thế xong sau này gặp lại nhau rồi bắt đầu nó mới hâm lại cảm xúc. Lúc ấy thì cô kia mới thú thật là đấy, cái thằng 30 tuổi kia là con anh đấy.
Này anh có tin không? Có chắc không? Dạ, anh cũng chưa chắc. Anh bảo chỉ 50-50 thôi. Thế anh ấy có biết cách làm gì để cho nó chắc không? Anh ấy bảo là yêu cầu cô kia là nếu như là muốn nhận thì là phải kiểm tra đen à. Đúng rồi. Nhưng cô kia cô không làm. Rồi. Thật ra thế này, anh ấy có cần thì cần chứ cô ấy không cần anh ấy đâu. Vâng. Bởi vì bản thân nếu như mà cô ấy đã là người yêu anh ấy rồi có tình cảm, người ta tìm nhau từ cái ngày ấy, cô ấy còn mang bụng đến nhà, cô ấy ăn vạ. Vâng. Rồi là thậm chí trong những năm mà còn trẻ, cô ấy có thể báo cho anh rằng là anh có con đấy để cho anh không lấy vợ nữa. Hoặc là có cái nhìn nhận đứa bé, có trách nhiệm với đứa bé ngay từ lúc nó còn bé chứ không phải đợi đến giờ 30 năm sau. Vậy thì cái việc mà họ ăn nằm với nhau đây là đều là ngoài ý muốn của những cái đôi trẻ, đúng không? Vâng. Thế thì cái đấy lại đỡ trách hơn. Thật ra thì là tôi đỡ, cũng có trách chồng tôi đâu. Đỡ trách hơn. Tôi lại tưởng rằng là gần đây với đi họp lớp kỷ niệm 25 năm, 30 năm ra trường, xong gặp lại nhau với nối lại tình xưa, xong lại còn ăn nằm với nhau để nỗi tuổi này rồi còn có một đứa con. Chứ còn thôi thế thì thế này. Thế thì mình điều mình lo nhất là cái gì bây giờ? Sợ rằng là ông nằm bên cạnh mình mà tơ tưởng đến cô kia hay là sao? Không, tôi chỉ muốn làm sao để cho tôi vượt qua, bản thân tôi vượt qua là... Chứ còn chồng tôi thì lúc nào cũng bảo ví dụ như là dành cho cô ta một gọi là cái chút gì ấy thôi mà tôi cũng biết là vậy vì chồng tôi là người rất tốt. Rồi, thế thì thế này, mình nói thế chứ mình lại đành phải nhìn vào những cái hướng tích cực. Việc thứ nhất là ông ấy không có lỗi trong cái việc mà ông ấy có tạo ra một đứa con. Bởi vì ông hồi ấy chưa lấy mình và nghĩa là ông không phản bội mình. Đấy, đây là một này. Rồi cái sự cố mà nó xảy ra gặp lại này đều ngoài ý muốn. Ông ấy bản thân sống với mình bao nhiêu năm không bồ bịch gì, đúng không? Dạ vâng ạ. Vậy thì con người này không phải là bản chất xấu xa bồ bịch gì, yêu vợ yêu con. Còn ngẫu nhiên gặp lại cô người yêu cũ mà cô lại bảo đấy anh có con đấy, thì thật sự ra cô ông cũng sững người ra. Mà chuyện nó qua rồi, ngày ngủ có mỗi lần, thế mà sao lại có con được chẳng hạn. Thế thì nó ngoài ý muốn của anh ấy thì mình không quy kết về bản chất. Cái điều thứ ba nữa mà mình ghi nhận tích cực ở anh ấy đấy là mình cũng đã nói rằng đặt anh ấy giữa mình với cô kia, nếu mà hai người có tình cảm sẵn sàng tạo điều kiện để cho nọ kia, nhưng anh ấy đã nói rằng anh chọn gia đình là số 1. Mà trong trường hợp này tôi nghĩ anh ấy thật lòng. Tội gì vợ chồng lấy nhau mấy chục năm gắn bó tình cảm, từ cái ngày chung nhau từ chiếc xe đạp cho đến cái bếp dầu, rồi nuôi đứa con đầu lòng từ những cái đỏ ăn ỏn, bây giờ các cháu đều lớn lên, còn cái người kia suốt bao nhiêu năm nay nếu không gặp lại thì cũng thôi, đúng không? Đúng là nếu mà nếu không có cái hội lớp hay họp lớp hay không tìm được Facebook thì đành là thất lạc nhau, và cũng chả có, thậm chí trong đầu ông không tồn tại cô kia và anh chẳng biết mình có con nữa. Và trong cái trường hợp mà phải lựa chọn thì anh cũng đã lựa chọn gia đình và bản thân mình. Và cũng qua theo dõi, mà nãy mình có nói là 2-3 tháng nay là, hay là 6 tháng nay đúng không? Dạ, 6 tháng nay ạ. Không thấy anh ấy có những cái gì đấy nó quá đáng. Thế thì bốn cái đó thôi cũng đã đủ để mình ghi nhận rằng là tất nhiên không thể không nghĩ. Nhưng nếu có nghĩ tiêu cực thì cũng chẳng làm gì. Sao mình không nghĩ đến những cái điểm tốt ở đây, đúng không? Mình níu lên những cái điểm tốt để nó làm thấy nó cũng nhẹ lòng. Nhiều ông đàn ông sống với vợ sờ sờ ra mà còn cặp bồ. Một vợ ở Đông Đa, một vợ ở Cầu Giấy, còn vợ ở Nam Từ Liêm. Nhưng mà còn không biết. Xong nói thì còn cãi nhem nhẻm, rồi vợ có nói một câu thì còn đánh vợ. Thế còn đây ông ấy, một người đàn ông bị số phận nó cứ đẩy đưa, chả muốn mà tự nhiên là con đứa con mà rồi cuối cùng chả giúp được gì, bây giờ nó rắc rối. Con nó cũng 30 tuổi, ban nãy mình nói là cho phép bố nhận con, còn nó chưa chắc nó đã nhận đâu, nó cũng chẳng cần. Mà cô kia cũng chả cần đi xét nghiệm ADN, con của cô ấy, và nó cũng quen là không có bố rồi. Đấy, tức là cuộc sống bây giờ nó dễ mà. Níu kéo không anh ạ? Không, níu gì. Thật ra thì bây giờ đến cái tuổi này thì đôi lúc nó cũng cô đơn muốn tâm sự. Vì không biết thì thôi, có tí con chung, có thể gặp lại bây giờ. Chắc là hồi đầu ông cũng mồm mép tép nhảy một tí, làm cho người ta mới kỳ vọng. Tưởng là không cái ạ, chồng người tôi rất ít nói và rất là hiền. Nhưng mà cô cũng sẽ thấy rằng là dù có níu kéo chăng nữa thì anh cũng đã lựa chọn gia đình. Anh nói thẳng thế rồi thì không có cái gì mà ngại. Tôi nghĩ rằng là hãy đứng về phía chồng. Thỉnh thoảng hôm nào đấy hai vợ chồng chở nhau xuống nhà cô chơi, mua ít hoa quả rồi xuống thăm chơi, xong rồi đâu thế là xem là cháu của ông đâu, thế là có gì nữa, mình tự nhiên mình nhập vào vai bà, mình rất đàng hoàng, mình tử tế, mình sống làm sao cho người ta khiếp sợ mình đàng hoàng. Tôi cũng muốn như vậy, nhưng mà hôm anh ra đi chồng tôi thì chồng tôi lại đi trốn đi một mình, chứ còn tôi vẫn nói là nếu như có tôi sẽ chấp nhận con bé ấy, như hai nhà bạn bè rất là vui vẻ vì tôi cũng hiểu biết tất cả những điều đấy. Dạ.
Vâng. Anh ấy cũng ngại, chỉ sợ là mình nói thế xuống đấy tự nhiên làm toang chuyện lên. Vì đôi khi đàn ông cứ nghĩ rằng phụ nữ kinh lắm, miệng nói thế thôi, nhưng mà giả vờ cho theo xuống đây bắt đầu làm lanh tanh bành ở dưới thì ảnh hưởng đến đời sống của cô ấy cũng như hàng xóm láng giềng, biết là ghen tuông. Mình làm sao để anh thật sự tin mình là người phụ nữ không hẹp hòi quá gì cả. Mình cũng nói cho anh là này, em mà là cái người ghen đó mà, thật sự là lanh tanh bành cái nhà này chứ không còn đến như bây giờ đâu. Cho nên là cho em đi đi, em chỉ giúp anh tốt hơn lên thôi. Để thấy là anh đang có cuộc sống gia đình đàng hoàng, và cái điều mà anh có ấy là nhiều người mơ ước. Đừng vì những chuyện không đâu vào đâu gọi là bán bò đi tậu ấy như hương. Thế thì không tham được đâu, không có cái ai mà lại có rằng vừa muốn có vợ lại còn vừa muốn có bồ, không có được. Chỉ có là lựa chọn. Anh ta thì đúng là điểm yếu của chồng tôi là cái lòng thương với cái sự cả nể đấy. Ôi trời, đàn ông cũng hay thế lắm. 100% đàn ông cũng hay cả nể. Thấy thương tất. Thế nhưng nói thế thôi. Bây giờ chỉ có phần là tôi là làm sao để cho tôi vượt qua được. Tôi không phải suy nghĩ nhiều thôi. Thế thôi mà. Vâng, bám nhiều vào bốn cái điều mà tôi nói tích cực ấy. Dạ, vâng ạ. Và so sánh với lại những cái người đàn ông mà còn đang chung sống với vợ mà còn phản bội, hoặc là so sánh rằng nếu rơi vào tình huống những người đàn ông vũ phu khác ấy thì cái vụ vừa rồi là sẽ đàn áp vợ. Và lúc này là lúc mà đừng đẩy ông ra, cố cho ông thấy rằng mình là điểm tựa tốt nhất. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho chị sẽ có một cuộc sống vui vẻ và chị giữ gìn được hạnh phúc gia đình của mình chị nhé. Cảm ơn chương trình ạ. Vâng, chào chị. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hòa Bình. Vâng ạ. Vâng, chào chị. Câu hỏi của chị là gì thế ạ? Có câu hỏi muốn hỏi bác sĩ là em uống thuốc tránh thai được 4 năm rồi mà mấy tháng nay em chẳng thấy kinh nữa. Muốn hỏi chương trình xem nào có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không mà em có nên uống nữa hay không ạ? Và khiến mình rất là lo lắng. Mình cũng chưa đi khám ở đâu ạ? Chưa. Vâng. Chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho chị nhé, xem là cái hiện tượng của chị nó có phải là biểu hiện của bệnh gì hay không. Vâng. Chị chào em. Vâng, chào chị. Em bao nhiêu tuổi em? Em năm nay 44 tuổi. 44 tuổi. 4 năm nay em áp dụng biện pháp tránh thai bằng uống thuốc đúng không? Thuốc tránh thai hàng ngày. Vâng. Thế từ lúc đẻ xong cho đến lúc 40 tuổi thì mình áp dụng biện pháp tránh thai nào? Em lại mới đẻ thêm một đứa. Ngày trước thì em cũng uống, nhưng mà thỉnh thoảng em mới uống. Nên cả em đặt vòng xong em tháo ra em để thêm một đứa. À thế à? Vâng. Bạn ấy được mấy tuổi rồi em? Con nhà em được 5 tuổi. Thế sau đó là mình lại tiếp tục là dùng thuốc tránh thai đúng không? Vâng. Em uống thuốc tránh thai là loại bao nhiêu viên? 28 viên ạ. Thế em cứ uống liên tục à? Thuốc đấy thì hàng ngày đấy thì tối nào em cũng uống. Ừ. Thế khi mà em uống thuốc tránh thai thì sau khi hết thuốc thì bao giờ nó cũng sẽ có hành kinh. Và cái vỉ mới đầu tiên, tức là cái viên đầu tiên sẽ uống vào ngày đầu tiên của cái kỳ kinh tiếp theo mà. Thế em không có hành kinh, em vẫn cứ uống tiền liền tù tì thế à? Vâng. Yeah. Em sợ lắm, sợ nó lại chữa. Ừ. Không thấy thì em lại đi mua que em thử mấy lần nhưng mà lại không phải chữa. Ừ. Tức là nếu đúng theo cái hướng dẫn ý, thì cho dù nó là cái vỉ 21 viên hay là vỉ 28 viên, thì khi mà mình uống hết thuốc, kể cả vỉ 28 viên ý, thì cái viên mà có thuốc nó cũng chỉ có 21 viên thôi. Thế còn lại 7 cái viên kia thì người ta chỉ cho sắt với cả một ít thuốc bổ vào thôi. Thế và khi mình dừng thì nó sẽ có hành kinh, và cái vỉ tiếp theo em phải uống cái viên đầu tiên vào ngày đầu tiên của kỳ kinh. Thế đây em chả có hành kinh gì cả mà em cứ uống liên tục đúng không? Ừ. Vâng. Thế còn trong thời gian 4 năm trước thì nó vẫn ra hành kinh bình thường? Vâng, nó vẫn ra, vẫn đến bình thường, nhưng mà cách mấy tháng nay nó lại không đến nữa. Mình có kinh lần đầu tiên năm bao nhiêu tuổi em? Năm 17 tuổi ạ. À thế hả? 17 tuổi thì thời đấy cũng bình thường thôi chứ không phải là sớm đúng không? Chị có thể hy vọng là em có thể bắt đầu bước vào giai đoạn tiền mãn kinh ý. Cho nên là nó sẽ hành kinh nó trục trặc một tí. Tuy nhiên thì cũng do là mình uống cái thuốc nó cũng không theo chỉ định lắm, không đúng theo hướng dẫn ý. Thế có thể nó cũng gây ra cái hiện tượng như vậy. Bây giờ thế này, thứ nhất là ngừng thuốc đi nhé, ngừng ngay luôn. Bất kể ở viên nào em cũng ngừng đi. Em không uống tiếp, bỏ luôn cái vỉ mà em đang uống đi. Vâng. Nhá? Ừ. Thế và để chờ cho đến hết cái vòng kinh tới này xem nó thế nào. Xem nó có hồi phục, nó có quay lại không. Thế và trong thời gian đấy thì em vẫn sợ, rất sợ là nếu không may lại có thai ngoài ý muốn đúng không? Vâng. Ừ, áp dụng một biện pháp tránh thai khác. Bây giờ thì mình cũng 44 tuổi rồi, bàn với ông chồng.
là tốt nhất là bây giờ em cũng vừa hỏi bác sĩ rồi, mấy tháng nay không có hành kinh, không phải là có thai, bởi vì mình đã dùng que thử thai, mình thử rồi, sợ không hiểu là nó có cái trục trặc gì không. Thế thì bây giờ trong lúc chờ đợi thì có lẽ là anh phải sử dụng bao cao su nhá, trong tất cả các lần quan hệ tình dục để an toàn cho mình đã. Thế sau đó mình chờ tới, thông thường mình chờ tới cái chu kỳ kinh tiếp theo, hoặc là chờ đợi hết cái vỉ thuốc, mình dừng như thế này khoảng vài ba ngày xem cái vòng kinh nó có quay trở lại không. Nếu như mà vòng kinh nó không quay trở lại thì em phải đi kiểm tra xem là có phải mình đã hoàn toàn mãn kinh hay không. Nếu em thực sự mãn kinh mà người ta gọi là vô kinh thứ phát ấy, mà ở tuổi 44 thì lại rất cần tìm nguyên nhân cũng như là hỗ trợ cho em. Bởi vì 44 tuổi mà mình đã mãn kinh thì nó sẽ có rất nhiều những cái nó cũng không tốt cho sức khỏe của mình lắm. Nhá. Vâng. Ừ. Em muốn hỏi bác sĩ một câu hỏi nữa có được không ạ? Ừ, em nói đi. Em muốn hỏi cho thằng con trai nhà em, nó năm nay nó 23 tuổi mà cách đây 2 tuần nó đi cắt bao quy đầu ấy. Ừ. Về nó lại bảo là cứ đau ở cái bên hột, thì em muốn hỏi là đi khám thì khám ở đâu ạ? Em thứ nhất là có thể quay trở lại cái chỗ mà cắt bao quy đầu cũng được, bởi vì không biết bạn đến khoa ngoại bạn cắt hay là khoa tiết niệu. Em đến bệnh viện Đa khoa Hòa Bình nhá. Thế sau đó thì mình sẽ vào khoa tiết niệu mình khám cũng được em ạ. Đấy. Vâng. Ừ, thì ở đấy thì các bác sĩ sẽ kiểm tra cho xem là không hiểu cái cắt bao quy đầu như thế nó đã lành hẳn chưa, nó có vấn đề gì không. Cắt thì nó lành rồi bác sĩ ạ, nhưng mà nó bảo là nó cứ tức ở bên một cái hột, bên đau một cái hột, với cả nó bị nổi những cái nốt nốt ấy. Ừ, thì cũng phải kiểm tra xem là cái tinh hoàn ở cái bên đó nó có bị vấn đề gì không. Ví dụ nó có thể là viêm tinh hoàn, hay là nó có thể viêm thừng tinh, hoặc là nó vì một cái lý do nào đấy nó không liên quan tới cái cắt bao quy đầu chẳng hạn. Nó thì là một bệnh lý khác là của tinh cắt hoàn. Cái đấy nó có bị ảnh hưởng gì không ạ? Ô tốt mà. Chính vì con em bị hẹp bao quy đầu, cho nên là khi mà nó đã 23 tuổi rồi, cái lúc mà dương vật nó cương, nó không lộn được cái quy đầu ra, thì thứ nhất là sau này nó rất khó thực hiện cái hành vi quan hệ tình dục. Thứ hai nữa là nếu không cắt đi thì nó sẽ lắng cặn nước tiểu ở đấy, rồi nó gây viêm nhiễm cũng như nhiều những cái khác, nó không tốt. Cho nên mới phải có chỉ định là cắt bao quy đầu để mà giải phóng cái chỗ hẹp đấy. Cái thủ thuật đấy là tốt cho sức khỏe mà em. Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ. Ừ, vâng. Chào em. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho chị sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Vâng. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Vĩnh Phúc. Alo, thính giả gọi điện từ Vĩnh Phúc phải không ạ? Dạ vâng, em đây ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Em chào chị. Chứ em có một cái câu hỏi là, tức là vợ chồng em thì năm nay ly hôn thì được 4 năm rồi ạ. Vâng. Thì nguyên nhân là do người vợ em là đi cặp bồ. Thì lúc đấy mà vợ em cũng đang mang thai là 3 tháng tuổi. Vâng. Thì em không biết là con của em hay con người kia. Thì lúc đấy em cũng quyết chết bỏ. Khi em vợ em sinh thì là em đi xét nghiệm cho con của em. Vâng. Xong thì vợ em cũng nhường nhằng là cũng muốn quay lại để cho con cái nó đỡ khổ. Vâng. Em thì cũng muốn quay lại, nhưng mà em là Vĩnh Phúc nhưng mà nhà em là dưới Hà Nội. Vâng. Em muốn em về đấy, nhưng em bảo thế này thì nhà em không về trên này. Thì đi em làm một công ty thì có một bạn cũng chưa lập gia đình thì cũng rất là yêu em. Vâng. Nhưng em lại không có tình cảm nhiều ở cô đó. Vâng. Thì bây giờ em rất là đang lưỡng lự là có nên quay về vợ mình không. Vâng. Trong lý em thì vẫn ưu tiên là quay lại vẫn hơn là đi đấy. Bạn vẫn còn tình cảm với vợ mình đúng không ạ? Vâng ạ. Và bây giờ thì cũng nhưng mà còn lăn tăn là tại vì là cô ấy ở Hà Nội nhưng mà cô ấy không về Vĩnh Phúc không chịu về, đúng ạ, không chịu về này xin ạ. Vâng. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Rồi. Vâng, em chào anh ạ. Em hay mấy? Em năm nay 40 tuổi rồi anh ạ. Ồ thế à, ôi dồi ôi. Tưởng là thế trước đấy mình nói là hai vợ chồng lấy nhau được bao nhiêu năm thì chia tay? 8 năm anh ạ. 8 năm. Vì là mình nghi rằng cô ấy không thực tế luôn ạ. Em bắt quả tang là có bầu bịch và vâng, mình thì không chịu được thì đòi chia tay. Lúc đấy là mình có mấy con rồi? Lúc đấy là vợ em lại đang mang bầu đi mới bổ. Nhưng mà trước đó thì là mấy?
Là một ạ. Trước đấy là một với lại đang mang bầu thêm, nhưng mà mình trong cái cơn tức ấy là mình đòi lại đi bỏ đúng không? Vâng, bởi vì là đang mang bầu mà vẫn đi bổ như thế thì em... À, tức là lúc ấy là vợ mình đang mang bầu với mình. Đang mang bầu 3 tháng. Vâng. Mà lại đi có cái quan hệ kia thì mình bắt được thì mình nghi là không biết là của mình hay không. Vâng, vâng. Thế và cũng vẫn kiên quyết chia tay. Vâng, vâng. Trong khi người phụ nữ đang mang thai. Vâng. Mồ thế hả? Em là người viết đơn hả? Lúc đó thì em không được quyền viết đơn mà là người vợ. À ừ đấy, anh muốn hỏi chút thế, bởi vì nếu mà về luật đấy thì khi người vợ đang mang thai hoặc là nuôi con nhỏ dưới 1 tuổi, thậm chí là dưới 3 tuổi thì chỉ có trừ trường hợp là người phụ nữ viết đơn, còn đàn ông không được phép ly hôn vợ. Ừ. Thôi thế thì đấy là về mặt luật thì đúng rồi. Thế xong rồi, chia tay xong thì cô ấy vẫn sinh con đúng không? Vâng. Và mình biết đấy là con mình. Vì sinh ra nó giống quá. Em đi xét nghiệm, vâng ạ. À, xét nghiệm đàng hoàng à? Vâng. Cô cũng đồng ý cho đi xét, tưởng cô ấy giận, cô không cho xét luôn. Cô bảo, đây là con riêng của tôi. Vâng. Thế xong rồi này, chia tay ly hôn đàng hoàng rồi. Vâng. Bây giờ cô nuôi cả hai con, còn mình một mình à? Em thì trên pháp luật thì là em nuôi... Đưa lớn. Nhưng mà ở với mẹ thì em vẫn trung cấp là ăn... Rồi. Tóm lại là ba mẹ con ở với nhau. Cô ấy hiện nay đang ở Hà Nội là ở với ai? Ở nhà riêng ạ. Trời ơi, cô ấy có tiền mua nhà riêng ở Hà Nội không, hả? Không, cũng nhà cũng ở gần nhà ông bà, nhưng ông bà... Ông bà ngoại hả? Vâng ạ, nhà ngoại. Ông bà ngoại. Vâng. À, ba mẹ con ở với nhau, mẹ ở tận Hà Nội. Công việc của cô ấy có được không? Chỉ là buôn bán hàng nước bình thường thôi. Ôi thôi, thế cũng được. Mà mình ở nơi khác đến xong rồi nương tựa với ông bà ngoại để có... Quan trọng nhất là cái chỗ chui ra chui vào, mình không phải ở nhà thuê, nhà mướn là tốt rồi. Lại một nách hai con, là bản thân cô trước đây cũng không phải là được đào tạo gì để mà nghề ngỗng. Hiện nay hai đứa con thì chắc cũng khó. Em hay đi lại xuống dưới hay không? Em thì vẫn có, vẫn đi hay đi lại. Ông bà ngoại có chửi cho không? Ông bà thì không nói gì, ông bà cũng muốn là hai con quay lại, nhưng mà mỗi người một quan điểm là chồng không về đấy mà vợ không về trên này. Này thế em hiện nay em thì ở với ai, ở mình à? Em ở với ông bà. Ông bà nội hả? Bố mẹ em hả? Vâng ạ. Ừ, một thằng con trai 40 tuổi. Nhưng mà không vợ không con ở với ông. Thì ở với trên này thì em mua một miếng đất riêng rồi ạ. Rồi anh biết rồi. Nếu mà về trên này thì tức là sẽ xây nhà ở cái đất riêng của em. Sao lại không nghĩ rằng là người ta bảo 2-1 chẳng chột, què đây 3-1, một nơi thì sẵn nong sẵn né, có nhà sẵn rồi, lại còn hẳn ba mẹ con, mà lại còn gần ông bà ngoại, có nơi nương tựa, mà lại còn ở Hà Nội. Còn trên kia thì mình ở Vĩnh Phúc đúng không? Vâng, nhưng mà công việc em trên này lại ổn định hơn không? Trời ơi, kể cả em có ở hai nơi cũng chả làm sao cả. Nhiều người ta ở nội thành Hà Nội nhưng mà làm ở trên sân bay, thậm chí là còn qua Sóc Sơn. Vĩnh Phúc là chỗ nào em? Em ở Lập Thạch ạ. Về Hà Nội là bao nhiêu cây? Tầm 80 cây ạ. Chỉ ngang với mấy cái người mà ở Ba Vì, chỗ để người ta về Hà Nội thôi. Anh nói thế chứ thật sự thế này này. Thứ nhất, 40 tuổi rồi. Nhá. Thứ hai, có cả một quá khứ, một trời, một bể với nhau, gắn bó từ lúc còn bé tí bé tẹo chưa có gì. Bây giờ hai đứa con. Anh nghĩ trời không chịu đất thì đất chịu trời đi. Ông bà nhà em còn khỏe không? Bà em thì cũng có tuổi, năm nay 75. Ông bà tự nấu nướng ăn uống được không? Được ạ. Em ơi, anh nghĩ là mình cứ xác định là mình có hai nhà đi. Nếu mình nối lại tình xưa thì như vậy là em có nhà, xuống Hà Nội thì ở với vợ con. Thứ bảy chủ nhật thì phi xe lên với ông bà, đất nhà mình vẫn có để đấy. Nhưng rồi mai kia nó được giá thì mình bán, hoặc là mình có cái vốn thì mình giữ lấy. Nhà của ông bà vẫn là nhà của mình. Vậy là em là con thoi, đàn ông cứ đi về hai đầu bên mình, bên vợ. Thế thì nó đạt được cả đôi đàng. Còn tất nhiên người như em thì vẫn có thể lấy vợ tốt, thậm chí lấy được cô gái 20. Nhưng mà tuổi mình rồi mà cần chững chạc, bây giờ tập trung làm ăn, giáo dục con cái cho nó tử tế, rồi là vun vén cuộc sống gia đình thôi. Bây giờ mà yêu một cô che trẻ xong rồi cứ ỏng nghẹo đong đưa, nay sinh nhật, mai Valentine, ngày kia Valentine, rồi tặng hoa tặng hoét, xong rồi bỏ ra để mà chiều cô, xong rồi cũng lại đám cưới, rồi cũng lại đẻ con, rồi mình 40 mấy tuổi lại xách cặp lồng đi chăm nuôi vợ đẻ, mệt lắm ấy, trong khi mình đã sẵn nong sẵn né. Rất thuận lợi, rất tốt. Em thương hai đứa nhỏ thôi ạ. Thế thì mình là đàn ông còn đang rất là khỏe, chạy đi chạy lại Hà Nội, Vĩnh Phúc, nó chả làm sao. Vâng, bạn hãy về với vợ con mình đi bạn nhá. Chúc cho bạn sẽ có một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Vâng, em cảm ơn chuyên gia. Vâng, em chào bạn. Chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Hải Phòng. Alo, thính giả gọi điện từ Hải Phòng phải không ạ? Vâng ạ.
Vâng, chào chị. Câu hỏi của chị là gì đấy ạ? Vâng, tôi chào chương trình tư vấn cửa sổ tình yêu. Tôi có câu hỏi hỏi cho con gái ạ. À vâng. Tôi nhờ bác sĩ tư vấn giúp. Con gái tôi năm nay 25 tuổi ạ. Vâng. Mà cháu bị mắc bệnh biếu cổ Bagado cường giáp ấy. Vâng. Thì cháu uống thuốc biếu cổ này có ảnh hưởng gì đến việc sinh sản không ạ? Vâng. Thứ hai là có ảnh hưởng gì đến dạ dày không ạ? Tôi vâng. nhờ bác sĩ tư vấn giúp và tôi xin cảm ơn ạ. Vâng. À, câu hỏi của chị thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho chị ạ. Xin mời bác sĩ Hoàng Thúy Hải ạ. Vâng, tôi chào chị. Vâng ạ, tôi chào bác sĩ ạ. Con gái 25 tuổi hả chị? Vâng ạ. Vâng, thế con đã có gia đình chưa ạ? Con có gia đình rồi ạ. À, xin lỗi là cháu đã có cháu nào chưa ạ? Cháu có một cháu đầu được hơn 2 tuổi rồi ạ. Vâng, thế tốt rồi. Chắc là mới bị Bagado chị nhỉ? Vâng. Vâng. Mấy tháng nay rồi ạ. À, mấy tháng nay, vâng. Thực ra Bagado là nó một cái bệnh liên quan tới hoạt động của tuyến giáp chị ạ. Thế và khi con bị cường giáp như thế này ấy, thì nếu như mà con không được điều trị hoặc là nó không đến nơi đến chốn thì nó cũng có ảnh hưởng, đặc biệt là ảnh hưởng đến tim mạch. Tim mạch có thể bị mạch nhanh hoặc là những cái bệnh lý tim mạch, rồi nó ảnh hưởng tới mắt, ảnh hưởng tới tay. Tay nó run ấy ạ. Tức là ba cái cơ quan mà nó thường là khi mà cường giáp thì nó biểu hiện rất là rõ như thế. Thế thì ban nãy tôi có hỏi là con đã lấy chồng và có con rồi thì rất là tốt rồi chị ạ. Chị đang muốn hỏi là không biết con có nên sinh lần nữa không, đúng không? Vâng, và nếu sinh như thế thì có ảnh hưởng gì không? Uống thuốc thì có ảnh hưởng gì đến dạ dày không, đúng không ạ? Vâng, đúng ạ. Thì thông thường thì khi con bị Bagado thì chúng tôi cũng khuyên là không nên có thai khi mà con đang điều trị bệnh, trong giai đoạn đang điều trị bệnh hoặc là bệnh nó chưa ổn định. Bởi vì mình cũng biết là đối với một người phụ nữ có thai thì nó đòi hỏi cái hoạt động của cơ quan nó gần như hoạt động với gấp đôi. Đặc biệt là tim mạch này, hô hấp, rồi là cơ quan sinh dục vân vân. Thế và khi con đã bị Bagado đã cường giáp như thế mà tuyến giáp cũng là một trong những cái tuyến mà nó ảnh hưởng rất nhiều tới hoạt động của các cơ quan sinh dục. Vì thế nếu con đang điều trị Bagado hoặc là đang trong giai đoạn cấp của bệnh thì chúng tôi khuyên là không nên có thai. Chị ạ, điều trị cho nó ổn định, để mà nó ổn định được cái sức khỏe của con, để con có một cái hoạt động tốt, công việc tốt, rồi là không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Còn nếu bây giờ con bỏ thuốc, nếu có thai thì lại sẽ không điều trị tích cực, hoặc là nó cũng phải đòi hỏi phải có một cái sự giám sát rất chặt chẽ của cả hai bác sĩ, là cả bác sĩ sản và bác sĩ nội tiết, mà lúc đó cái nguy cơ đối với mẹ cũng như là nguy cơ đối với con thì rất là cao và được xếp vào loại sản bệnh. Đấy, thế còn về tác dụng phụ của thuốc thì tôi nghĩ là uống những cái thuốc Bagado thì nó cũng không có nhiều tác dụng phụ tới tiêu hóa. Tuy nhiên thì cho dù là có đi chăng nữa thì mình vẫn phải điều trị. Bagado mà không điều trị theo đúng chỉ định của bác sĩ hoặc là không điều trị theo đúng phác đồ thì nó rất dễ ảnh hưởng tới sức khỏe. Vì thế là con vẫn phải tuân thủ điều trị. Nếu phát hiện thấy những dấu hiệu bất thường, ví dụ như là con thấy nó khó chịu hay là cái dấu hiệu của bệnh nó tăng lên hoặc là nó xuất hiện ra những cái triệu chứng khác, thì con cần phải thông báo với bác sĩ điều trị ngay trong những cái lần tái khám tiếp theo chị nhé. Vâng. Thế thì hy vọng là con điều trị một thời gian thì nó sẽ ổn định, thì cuộc sống nó sẽ trở lại bình thường. Vâng, chị yên tâm rồi chị ạ. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ ạ, tôi cảm ơn chị. Vâng, chào chị, cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp cửa sổ tình yêu hôm nay đến đây là hết. Chương trình được thực hiện bởi chủ nhiệm Trần Nguyên Hưng với sự tham gia tư vấn của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, bác sĩ Hoàng Thúy Hải và Thanh Huyền dẫn chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào sáng chủ nhật tuần sau qua số điện thoại 0243 826 2625.